Quỷ bí chi chủ chương 716, chuyên gia độc tố. Đương nhiên, cô cũng không phải chưa thấy qua những người có được vật phẩm thần kỳ, đồ vật phi phàm cùng phù chú linh tính số lượng càng nhiều hơn, chỉ là sau lưng có tổ chức bí ẩn, dưới tay có vài chiếc thuyền cùng hơn 1.000 hải tặc, không ít thứ phải nộp lên, phải phân phối, phải bán đi, để duy trì cùng lớn mạnh thế lực bản thân. Vật có thể ở lại trên tay mình không tính là nhiều lắm. Loại không nhiều lắm này là tương đối, hầu như có thể so sánh cùng herman sparo hiện tại nhưng capella thông qua các loại trao đổi mang chúng chỉ trở thành có hai món đủ cường lực đủ thần kỳ cùng đủ xứng với thân phận một vị tướng quân hải tặc trừ bỏ những ánh sáng màu đại biểu vật phẩm khác nhau này đôi mắt màu đen nhiễm một chút tím sậm của capella còn mơ hồ nhìn ra herman sparo không đủ chân thật tựa như giấu ở trong cái bóng của tấm màn che thật dày cái này cái này là nguyên nhân hắn ở hội taro cho mình cảm giác không phải người sống hắn bí mật không nhỏ, ít nhất liên lụy thánh giả danh sách ba, thậm chí là thiên sứ cấp bậc càng cao hơn. Capella không dám nhìn nhiều, ánh mắt không hề thâm u như vậy nữa. Cùng lúc đó, cô ở trong lòng cười tự dẻo, cảm thấy bộ phận suy đoán của mình đối với thế giới, đối với Herman Sparrow có chút buồn cười. Liên lụy thánh giả danh sách ba, thậm chí thiên sứ cấp bậc càng cao hơn, ha ha, những lời này hoàn toàn không có vấn đề, bởi vì hắn giống như mình, đều là hội thành viên Taro, khẳng định liên quan đến ngu giả tiên sinh nghi ngờ của thần thức tỉnh. Sau khi thăm hỏi lẫn nhau xong, Capella không có hàng huyên, không có nói gì, dẫn lên bước về phía cửa vào khoang thuyền. Lúc này, tàu tương lai một lần nữa ở mặt biển vẽ một đường cong rất dài, dọc theo đường hàng hải săn bắn cá voi đi về phía đông, không khí khẩn trương ở cảng nát theo đó tiêu tán. Từng lồng ánh mắt nguyên từ thủy thủ đưa lại đây, lên không có chút co quắp, ngược lại nhìn chung quanh một vòng, dùng giọng tự nhiên như về nhà nói ít người hơn so với tôi tưởng tượng tinh chi thượng tướng capella nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh một cái đơn giản đáp lại đi phía đông đường hàng hải săn bắn cá voi là chuyện cực kỳ nguy hiểm chỉ có lưu đeo thường xuyên chạy qua đó tựa như đang tìm kiếm cái gì trừ bỏ tàu tương lai thuyền đoàn hải tặc khác cũng sẽ không qua đó đồng dạng đại bộ phận thủy thủ đều được tôi đưa lên trên thuyền khác nơi này chỉ để lại số người thấp nhất có thể cam đoan cho chuyến đi hành động thực lý trí. Lưu đeo, vị địa ngục thượng tướng, lưu đeo kia. Người treo ngực từ sớm khi nhắc tới hắn, đã nói hắn lại bắt đầu chuyến đi thăm dò đầu cuối của phía đông biển Sunia. Lên nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm nữa. Đây là thuộc về khí chất Herman Sparrow. Anh lặng lẽ quan sát bốn phía, phát hiện bông tàu, vách khoang thuyền, cục bùng các nơi của tàu tương lai, giăng kính phù hiệu thần bí trừ tượng, chỉnh thể tựa như giao nhau thành một cái nghi thức ma pháp thật lớn. Giống như tàu mộng tưởng hoàng kim, là thuyền buồn hệ thần bí, nhưng lại không tới tầng cấp tàu U Linh. So sánh với tinh chi thượng tướng, băng sơn trung tướng, Tracy mới trở thành tướng quân hải tặc mấy tháng rõ ràng yếu hơn chút, hắc tử hào, cũng không có chỗ độc đáo nào. Lên thu hồi tầm mắt, đi theo Capella đến cửa vào khoang thuyền. Nơi này đang đợi một nam nhân mặc quần yếm, áo sơ mi trắng, hắn chừng 30 tuổi, thể trạng cường tráng, lông tóc nồng đậm, cánh tay để trần ở ngoài giống như mang vào một tầng áo lông màu nâu. Hắn đội mũ tròn ở giữa lõm xuống, lộ ra nụ cười thoải mái, đưa tay phải nói. Tài công chính, tàu tương lai, Frank Lee. Chào buổi tối, ngài Sparrow. Frank Lee, tiền thưởng 7.000 bảng, chuyên gia độc tố. Lên nhận ra đối phương. Suy xét đến Herman Sparrow không có thói quen bắt tay cùng người khác, anh hơi cúi người nói chào buổi tối. Frankly lùi tay phải về, nhìn tinh chi thượng tướng Capella, nụ cười không giảm nói. Anh tự như biết tôi. Cũng đúng, ảnh chụp của tôi đều có trên lệnh truy nã của tôi. Không cần để chuyên gia độc tố gì đó, tôi là một người dễ gần, chỉ cần không đối mặt đám chết tiệt này. Đam mê lớn nhất của tôi là nghiên cứu thổ nhưỡng, thu hoạch cùng kỹ thuật tạp giao giống, tin tưởng tôi, đây mới là tương lai của nhân loại nhưng người giáo hội đại địa mẫu thần không tin. Capella dùng phương thức cực kỳ ẩn nấp giới thiệu cho Glenn. Nguyên bản là người đại địa mẫu thần. Kỹ thuật tạp giao giống rất tốt, chỉ có tăng lên sản lượng mới có thể nuôi sống càng nhiều nhân loại, làm cho mức nghèo khó giảm đi. Glenn nhìn về phía Frankly, nửa là lễ phép nửa là thật tâm bình tĩnh nói. Đây là chuyện tốt. Anh quả nhiên là một nhà mạo hiểm không quan tâm quan điểm thế tục. Cực kỳ tốt, cực kỳ tốt. Trên thế giới này người như anh lại quá ít. Trong ánh mắt màu lam của Frankly lộ ra bất ngờ rõ ràng, tôi chỉ là ý đồ mang bò đực, bò cái cùng tiểu mạch tạp giao cùng một chỗ, để cho bò con có thể mọc ra giống như lúa mạch, còn thiếu chút bị người của giáo hội mẫu thần đưa lên đình thẩm phán, nhưng từ như người mẹ, bọn họ căn bản không có chân chính lý giải ý chí của ngài. Bò đực, bò cái cùng tạp giao tiểu mạch. Ác ma này lên lúc này mới phát hiện kỹ thuật tạp giao giống mà mình lý giải cùng trong miệng đối phương là một chuyện hoàn toàn khác nhau. Anh vẫn duy trì vẻ mặt không thay đổi, không đi giải thích gì, ở dưới ly nhiệt tình đột nhiên tăng vọt dẫn dắt, cùng tinh chi thượng tướng Capella sóng vai đi ở trên hành lang. Đặt chân lên thang lầu, đi lên tầng cao hơn, Clint linh cảm chật động, ánh mắt hướng về phía bóng đen ở bên sườn. Nơi đó bóng tối vạn vẹo, mọc ra một cái bóng, cái bóng cao gầy nhưng tái nhật. Làn da hai má hắn gần như trong suốt, mũi cao thẳng không phối hợp, cả người có loại cảm giác ốm yếu. Đây là phó thứ hai tàu tương lai chúng ta, Hít Đoi. Frank Lee cười giới thiệu một câu. Vô huyết giả khiếp treo thưởng cao hơn so với ngươi, đạt tới 7.600 bảng. Glenn nhanh chóng đối ứng lệnh truy nã chính xác. Hít cực đầu, xem như chào hỏi, sau đó lặng lẽ lùi về trong cái bóng. Hắn là một giáo chủ râu sờ xoay người trên đường đi tới phòng thuyền trưởng và răng nhiệt tình nói về chuyện hít đoi trực tiếp mang danh sách phó thứ hai nhà mình nói cho tôi lên suýt nửa nhớ mày hắn lặng yên liếc mắt nhìn tinh chi thượng tướng capella một cái phát hiện đối phương mơ hồ có chút bất đắc dĩ anh có phải rất kỳ quái cũng rất lo lắng sợ hãi hắn là tính đồ thành kính của chân thực tạo vật chủ là đồ điên bị ô nhiễm chúng ta không ha ha hắn là một tên may mắn bởi vì sự cố nào đó hắn nguyên bản là người thường bị tạc trúng tài liệu phi phàm điều phối ma dược giáo chủ râu sờ bị thẩm thấu từng chút một mà chống đỡ được cuối cùng trở thành một phi phàm giả kỳ lạ bởi vì không có trải qua giai đoạn người lắng nghe hắn không bị ô nhiễm không thay đổi thành đồ điên chỉ cần không chủ động sử dụng năng lực phi phàm lắng nghe này thủy chung là người bình thường frank lee như khoe ra nói thật sự là tên làm cho người ta hâm mộ một phát đi ra danh sách sáu hơn nữa không tin thần thất thường giống như rắn biển Cavitewa. Lên thầm thang một tiếng, nhìn tinh chi thượng tướng mở ra cửa phòng thuyền trưởng. Capella chỉ vào bên trong nói. Phòng của anh ở đối diện, phờ sẽ đưa anh qua đó, có chuyện gì, anh có thể trực tiếp đến nơi đây tìm tôi. Anh có thể đi nhà ăn dùng bữa, thời điểm nào, cũng có thể bảo răng phái người mang thực vật đưa đến phòng của anh, cái này chủ yếu quyết định bởi anh thích loại phương thức nào. Tinh chi thượng tướng xử lý sự việc thực và dạng thực lưu loát, từng một cô gái thành thục trí tuệ. Glenn ở trong lòng khen một câu, không có vẻ mặt biến hóa đáp lại. Tốt. Anh bắt lấy cơ hội này, nhìn bố trí trong phòng thuyền trưởng, phát hiện bên trong có giá sách, có kính toàn thân, có bàn, có thảm. Lại còn có thể đọc sách, không phải tiêu hóa tri thức tẩn nặc hiền giả đưa vào còn không kịp sao. Glenn hơi cảm thấy buồn cười thầm nghĩ. Lúc này, Frangli thấy hai bên nói chuyện với nhau sắp xong nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ ngài Saro, buổi tối muốn đến một phần khoai tây nướng hay không vị nó giống thịt bò hương vị của nó giống thịt bò nhưng nó xác thực là khoai tây cái này ăn có thể sẽ sinh bệnh hay không glenn lãnh đạm hồi đáp tôi không dùng bữa ăn khuya được rồi frankly nhín bả vai muốn dẫn glenn đi về phòng ngay ở lúc này tinh chi thượng tướng capella ngẫm nghĩ nói ngài sparrow anh hẳn có săn bắn không ít kẻ địch thu được rất nhiều chiến lợi phẩm không biết anh còn thừa bao nhiêu đặc tính phi phàm có lẽ có thể dùng chúng để khấu trừ phí đi thuyền còn lại glenn suy xét một chút thản nhiên hồi đáp đại bộ phận đều đã bán còn thừa kẻ thẩm vấn chuyên gia chiến đấu cùng tên điên anh không đề cập đến con mắt đen kịp cũng không đề cập đến đặc tính phi phàm tác mộng quả nhiên là nhà mạo hiểm mấy tháng gần đây nổi danh nhất. Dưới tình huống đã bán đi đại bộ phận, vẫn còn thừa ba phần đặc tính phi phàm. Capella âm thầm than thở, trầm ngâm nói. Tôi muốn chuyên gia chiến đấu. Cô có một thủ hạ, chiến sĩ, đến từ quần đảo Ga Gác sớm tích lũy đủ công huân, có thể xin tiến cấp. Đối với thỉnh cầu của tinh chi thượng tướng, Glenn không có lý do không đáp ứng, suy nghĩ hai giây rồi nói. 700 bản. Rất ổn. Capella không có trả giá. Đặc tính phi phạm danh sách 8 dưới tình huống bình thường chính là 6-700 bản, nhưng nếu gặp được người nhu cầu cấp bách, tràn giá là chuyện thường có, dù sao loại vật phẩm này, trong một tụ hội phi phàm trong thời gian rất lâu có lẽ chỉ xuất hiện một món như vậy. Glenn chưa lập tức hoàn thành giao dịch, vẻ mặt không hề biến hóa nói. Ngày mai đưa cho cô. Anh cũng không có mang theo bên người đặc tính phi phàm chuyên gia chiến đấu, đại bộ phận những thứ có giá trị đều được anh để ở phía trên sương mù xám tinh chi thượng tướng capella đối với trả lời của herman sparrow cũng không ngoài ý muốn gật đầu không thành vấn đề tình huống cùng loại cô đã gặp qua không ít cái này thường thường ý nghĩa đặt cùng một chỗ với đặc tính phi phàm chuyên gia chiến đấu còn có vật phẩm nào đó không thể để người ngoài biết cho nên herman sparrow không có khả năng giáp mặt mở ra vali hoàn thành giao dịch ngay tại chỗ một nhà mạo hiểm điên cuồng luôn có chút bí mật. Capella tạm dừng một giây, lại bổ sung một câu. Phòng của anh không có bố trí theo dõi gì. Nên xem, cô trực tiếp xem là được. Không quan hệ. Lên nhếch khóe miệng, lạnh nhạt cười cười. Anh trước đó tính toán, khi cử hành nghi thức hoặc tiến vào phía trên sương mù xám, mang còi đồng a cót, hạt giấy uyôn xe tin các sự vật bày ra, đối kháng xem xét trên ý nghĩa thần bí học, sau đó lại dùng phương pháp nhà vệ sinh, tránh né theo dõi trên vật lý. Đương nhiên, anh cũng không lo lắng, tinh chi thượng tướng sẽ làm quá phận, cái này không phải cho rằng đối phương sẽ sợ hãi nhà mạo hiểm điên cùng Herman Sparrow, mà là cảm thấy Capella không cần thiết phải làm như vậy, cô ta hẳn có phương pháp quan sát càng nhu hòa càng ẩn nấp hơn. Ví dụ như, mời một phi phàm giả đường tắt, người quan sát. Lên lấy mũ xuống, cúi chào, đi theo chuyên gia độc tố Frankly về phòng của mình nhìn anh không nhanh không chậm rời đi, Capella xoay người tiến vào phòng thuyền trưởng, cầm lấy mắt kính trầm dày, để lên trên mũi. Bác Lừng, khu sao thờ Brick, giáo đường Havet. Ở trong mắt người thường, giám mục Utraski thân cao đã thuộc về tầng cấp nửa cự nhân buông thánh điển trong tay, nhìn quanh đại sảnh cầu nguyện một vòng, vui mừng cười nói. Tính đồ càng ngày càng nhiều. Phải không? Em Linh quay mặc áo bào giáo sĩ màu nâu trà lau chân nến, mí mắt cũng không nâng một chút mở miệng nói. Cậu biết sau sự kiện sương mù bắt lừng, tính độ mẫu thần quả thật tăng trưởng không ít, trước đó không phải cuối tuần không phải buổi tối, có thể có năm ba người đến cầu nguyện đã thuộc về kỳ tích, hiện tại thường thường tiếp cận 10 người. Utraski thần phụ cúi đầu liếc mắt nhìn giáo sĩ quỷ hút máu đang bận rộn một cái, ha ha cười nói. Chỉ cần không phải người mù, đều có thể nhìn thấy. Phương diện này, cống hiến của cậu rất lớn, nếu không có cậu lúc trước điều phối thuốc trị liệu ôn dịch sau đó lại chân thành dạy cho người nguyện ý học tập tri thức về thuốc men tín ngưỡng của chúng ta rất khó được dân chúng khu vực này tiếp nhận em linh cầm thăng lau thẳng lưng khẽ nâng cầm nói tôi chỉ là đang sắm vai đợi một chút cái gì gọi là tín ngưỡng của chúng ta ai là chúng ta với ông cậu ta da mặt co rút chuyển cười nói nói tới người mù tôi nghĩ đến một chuyện cười trước đây đã đọc qua nói là người mù bát lừng cung không đủ cầu, bởi vì bọn họ được tán thành rộng rãi là lựa chọn tốt nhất để làm trọng tài. Utrasky thần phụ bỏ qua câu chuyện cười, hiền hòa nói. Mặc kệ bởi vì mục đích gì, cậu cũng đã vì truyền bá tín ngưỡng mẫu thần mà làm ra cống hiến trác tuyệt. Hơn nữa cái này cũng chứng minh cậu có một trái tim thiện lương. Phi, tôi lúc trước cũng nói như vậy, ông vì sao không tin? Em Linh ngẩng đầu nhìn thần phụ dáng người có thể nói là to lớn, lại yên lặng thu hồi tầm mắt. Bận rộn làm xong chuyện trong giáo đường, cậu thay trang phục bình thường, đội mũ dạ tơ lụa che đi ánh mặt trời, đi tới phố râu sờ. Cậu lén liếc mắt nhìn trái phải một cái, không phát hiện dấu hiệu bị theo dõi nào. Bao tay đỏ tên là Leonard trước đó thật sự không có xuất hiện nữa. Mình còn tưởng rằng sau khi vạch trần bí mật của hắn, mua bao tay, hỏa chủng, hắn sẽ vẫn âm thầm điều tra mình. Em Linh Vai hơi lắc đầu không thể nhận ra, trong lòng tràn ngập khó hiểu. Đoạn thời gian ban đầu, cậu còn muốn kết hợp lý luận người treo ngược, dẫn vào bao tay đỏ, điều tra, quấy nhiễu thượng tầng huyết tộc theo dõi, thân mình thì mượn dùng giáo hội đại địa mẫu thần mượn dùng quyến giả Uraski thần phụ, đạt thành cân bằng hoàng mỹ. Nhưng sự việc cũng không có phát triển giống như cậu dự tính, Leonard Mitchell tựa như rất nhanh đã rời khỏi bác lừng. Cuối tháng 2, em Linh ở trong một lần ra ngoài, đi đường vòng đến số 7 phố Pepinser, phát hiện nơi đó đã không có người ở. Không hề suy nghĩ chuyện này, cậu đi tới cuối phố, lên một chiếc xe ngựa, thẳng đến biệt thự một nhà ô ra. Sau khi được người phục vụ dẫn vào phòng sách ở lầu 1, em Linh thấy vài huyết tộc vừa trưởng thành không lâu, bên trong thậm chí bao gồm một vị đồng tộc đã thành nam tước. Không phải tìm một mình mình. Cậu ngẫm nghĩ, đứng ở cửa đã đóng, nói với Casimir Ora chủ nhân nơi này. Ngày Nam Tước, không phải ngày nay triệu kiến tôi sao? Cậu gọi tiếng ngài nam tước thường thường nhàn nhạt, giống như đang gọi thẳng tên đối phương, bởi vì cậu cũng là một vị nam tước huyết tộc, chỉ là còn chưa có công bố ra ngoài. Kasimi là một quý ngài trung niên rất có khí chất, nghe vậy cười cười nói. Các ngươi đều là kiệt xuất một thế hệ trẻ tuổi huyết tộc, tổ phụ tôi ủy thác tôi cho mọi người một ít khảo nghiệm. Khảo nghiệm gì? Một vị nam tước huyết tộc rút ba vận may không tệ kế thừa di sản mở miệng hỏi. Kasimi uống ngụm máu đỏ sậm như rượu nho, nhìn quanh một vòng rồi nói. Có lẽ mọi người còn chưa biết, vận mệnh chi sạc học phái sinh mệnh đã mất tích một đoạn thời gian. Đám người huyết tộc em liên quan ở trong không khí kinh ngạc mờ mịt nhìn nhau, Kasimi tiếp tục nói. Nhưng tôi nghĩ mọi người hẳn rất rõ ràng, học phái sinh mệnh là một tổ chức miễn cưỡng hỗn hợp cùng một chỗ, tin tưởng vận mệnh, lấy siêu nhiên tuyệt đối lý tính tự cho mình là phi phàm giả cùng sùng bái nguyên thủy mặt trăng, tìm kiếm bản chất sinh mệnh cùng linh tính. Tín đồ ở sơ kỳ kỷ đệ ngủ dưới áp lực khổng lồ của bảy giáo hội lớn, hợp thành liên minh. Bởi vì vận mệnh chi sạc kia tồn tại, bên trong bọn họ vẫn không ra vấn đề gì lớn, sùng bái đối với nguyên thủy mặt trăng thủy chung bị cực hạn cùng cố định ở trên ý nghĩa tượng trưng, cùng thông qua thầy trò truyền thừa, phương thức trao đổi phối phương chân chính dung hợp từng chút một. Đáng tiếc, từng, theo vận mệnh chi sạc kia mất tích, tiến trình này bị cắt ngang, nhóm tín ngưỡng nguyên thủy mặt trăng nhanh chóng trở nên cuồng nhiệt, xuất hiện phân liệt cùng phe phái đại biểu vận mệnh, bạo phát xung đột kịch liệt. Chuyện này bị hoa hồng học phái lợi dụng, tạo thành thương tổn không nhỏ đối với bọn họ. Thấy đám người huyết tộc em Linh Oai, Trúc Ba vẫn có chút khó hiểu, Kasimi nói xong bối cảnh chuyển vào chính đề. Sùng bái nguyên thủy mặt trăng là kẻ địch vĩnh hằng của chúng ta, bọn họ luôn luôn tại săn giết chúng ta, điều phối ma dược, thu được lực lượng. Hiện tại, chúng ta không thể buông tha cơ hội này nơi này có một phần danh sách bên trong ghi lại tình huống vài vị tín đồ nguyên thủy mặt trăng mọi người ai có thể tìm được hành tung bọn họ đánh chết bọn họ người đó chính là người thắng trận khảo nghiệm này tổ phụ tôi cùng với các vị đại nhân cũng sẽ không keo kiệt về phần thưởng nếu hoàn thành một bộ phận lấy số lượng để tính toán đương nhiên đây đều đã chọn lựa qua ở trong phạm vi thực lực của mọi người còn lại có các vị đại nhân truy tung thời điểm em linh quay nghe được bộ phận trước tuy đối với quỷ hút máu nhân tạo này tràn ngập cảm xúc xem thường oán hận nhưng cũng không có chút ý tứ muốn nhúng vào cậu cảm thấy như vậy quá phiền toái quá mệt nhọc quá ồn ào còn không bằng yên tĩnh ở nhà đối thoại cùng con rối chờ phát hiện đây là một hồi so đấu lẫn nhau mơ hồ cảm giác ánh mắt các huyết tộc rút ba thori nhìn về phía mình em linh đột nhiên thẳng lưng nâng cầm lên nói không thành vấn đề đôi mắt đỏ tươi của cậu thông thả đảo qua sinh vật khác trong phòng tàu tương lai trong một phòng tắm rộng rãi glenn đứng ở bên cửa sổ nhìn hải dương xanh thẳm vĩnh viễn không ngừng phập phồng bên ngoài tâm tình không tệ hô hấp gió lạnh từ phương bắc thổi tới chiếc kỳ hạm tinh chi thượng tướng này đã phân ra cùng các tàu khác bắt đầu di chuyển một mình không biết qua bao lâu phía trước xuất hiện hai chiếc thuyền bắt cá voi chúng vừa chú ý tới lá cờ ngôi sao cùng mắt tung bay của tàu tương lai Lập tức đã khẩn trương làm ra phản ứng. Chúng nhanh chóng điều chỉnh vị trí, để cho bên sườn nhắm vào bên này, từng khẩu hỏa pháo chờ phát động. Cùng lúc đó, pháo săn cá voi dùng thuốc nổ phóng ra mũi lao, mũi đinh ba cũng chuyển về phương hướng tương tự, các ngư dân quần đảo ga gác thân hình cao lớn tóc vàng nhạt hoặc cầm đinh ba, hoặc cầm lao, hoặc đứng, hoặc ngồi, cực kỳ đề phòng. Lên chú ý, phương diện này tồn tại những phụ nữ dáng người có thể so sánh với tự nhân trên lục địa vừa thấy là có vẻ đặc biệt trầm trọng đặc biệt có thể đánh. Tàu tương lai không có để ý bọn họ, hoan nghênh, đi ngang qua bên cạnh, tiếp tục di chuyển về chỗ sâu trong đường hàng hải săn bắn cá voi. Lại di chuyển một hồi, cơ lên thấy phía trước có mấy tàu hải tặc, chúng nó vây ở rìa đường hàng hải, không biết đang làm cái gì. Tàu tương lai không chút khách khí đi qua đó, tàu hải tặc này nhất thời giống như chim bị bắn, nhanh thối lui về xa xa. Cảm giác được tàu tương lai càng ngày càng chậm, lên hơi cảm thấy nghi hoặc xoay người rời khỏi phòng anh vừa tới gần phòng thuyền trưởng đã phát hiện tinh chi thượng tướng capella đi ra cô gái này trên mũi có mắt kính rất nặng che đi hai con ngươi tím sậm có ý tứ thần bí cô ta liếc mắt nhìn lên một cái ngắn gọn nói có người nghe nói là phát hiện di tích kỷ đệ tứ ở đáy biển nơi này chúng tôi tính tiện đường nhìn một cái đáy biển di tích kỷ đệ tứ Glenn chợt nhớ tới lời đồn nghe được ở trong quán bar, Rodan. Thì ra tin tức này đã truyền ra. Mình đã nói, sao có thể nghe được dễ dàng như vậy? Anh hơi giật mình ở trong lòng tự nói một câu. Glenn có hiếu kỳ nhất định đối với kết quả thăm dò, không hỏi nhiều, lướt qua phòng thuyền trưởng, bước theo thang lầu xuống phía dưới. Đi rồi vài bước, ít hầu anh phát ngứa, nhịn không được nắm tay để ở phía trước miệng, ho khan hai tiếng. Đối với loại tình huống này, lên cũng không ngoài ý muốn, bởi vì đây là chuyện tất nhiên sẽ xuất hiện, tối hôm qua thời gian anh mang theo bình độc tố sinh vật, tuyệt đối vượt qua 2 giờ, mãi cho đến đêm khuya người vắng, sau khi xác nhận phía Tinh chi thượng tướng không có ý đồ tập kích. Mới mang vật phẩm thần kỳ kia dời vào trong vali da màu đen, vì thế bi kịch sinh bệnh. Đương nhiên, thời gian anh mang theo bình độc tố sinh vật còn không tính quá dài, thân thể cũng chưa lâm vào trạng thái suy yếu, bệnh tình tương đối nhẹ chỉ đơn giản là ít hầu sưng đau. Capella chậm rãi theo ở phía sau thấy được một màn này, cũng không biết là có vấn đề gì, ngược lại cho rằng cái này mới bình thường. Vật phẩm thần kỳ tất nhiên có hiệu quả xấu là quy luật phi phàm giả có kiến thức đều biết, hơn nữa bọn họ còn học bảy giáo hội lớn, mang loại có hiệu quả xấu thực nghiêm trọng, khó có thể trường kỳ mang theo thường xuyên sử dụng này gọi chung là vật phong ấn. Capella sở dĩ mang rất nhiều vật phẩm thần kỳ tầng trung thấp bán đi hoặc trao đổi ra ngoài, một là vì muốn vật càng mạnh càng đề cao năng lực sinh tồn bản thân, hai là chủng loại hiệu quả xấu nhiều cũng sẽ phức tạp, thường thường kiểu loại, quy tắc tránh né cũng không giống nhau, thậm chí hiệu quả xấu nào đó còn có thể chồng chất lẫn nhau. Sinh ra hiệu quả một cộng một lớn hơn 2, đối với phi phàm giả mà nói, chỗ xấu vượt quá ít lợi. Cô sau khi phát hiện Herman Sparrow dùng vật phẩm thần kỳ, vũ khí phi phàm, phù chú linh tính trang bị bản thân đến tận răng, ngoài kinh ngạc cảm thán ra, đã suy đoán đối phương sẽ thừa nhận dạng ảnh hưởng xấu gì hôm nay xem ra tạm thời chỉ là sinh bệnh đơn thuần bước chân trầm ổn đi lên bông tàu clan liếc mắt một cái đã thấy Frankly, hắn vẫn áo sơ mi trắng phối với quần yếm cổ tay áo cao cao sáng lên cánh tay lây dính nước bùn tựa như tuyệt không sợ hãi gió lạnh từ bầu trời trong suốt thổi tới chào buổi sáng herman frank nhiệt tình phất tay nói đến nhìn xem thành quả mới nhất của tôi cái này tuyệt đối là sự vật được hoan nghênh nhất trên biển lớn. Hắn vừa nói vừa nâng một bàn tay khác lên, bàn tay nắm một con cá biển to mập không biết giống gì. Không, tôi không muốn biết anh lại làm ra quái vật gì. Glenn dừng bước chân lại, vẻ mặt lạnh lùng nhìn. Frankly không có phát hiện thái độ của hắn không đúng, từ bên hông lấy ra một cây dao nhọn, xoát một cái đâm vào con cá biển kia, sau đó khoét ra một lỗ hổng. Ồ ồ máu chảy ra, chuẩn xác rơi vào trong một cái ly lớn ở trên bông tàu nhưng không có chút mùi tanh truyền ra ngoài ngửi thấy không hương rượu làm người ta say mê cỡ nào frank lee nhắm nửa mắt lại cùng nhiệt nói đây là một con cá lấy rượu vang đỏ làm máu bên trong rượu bởi vậy còn có rất nhiều chất dinh dưỡng glenn phát hiện mình nói không ra lời frank hưng phấn nhìn nhìn đám thủy thủ xung quanh lại nói với herman sparrow anh có biết chúng tôi ở trên biển chuyện phức tạp nhất là gì không đó chính là rượu uống hết rồi mà còn chưa có cập bờ chỉ cần loại cá này có thể sinh sản nhanh trở thành kết quả chủ yếu trên biển lớn vậy vô luận chúng tôi đến nơi nào cũng sẽ không thiếu rượu uống đúng rồi chúng nó có phân chia chủng loại có sản sinh rượu mạnh rang di có sản sinh nêpốt có sản sinh rượu vang đỏ có sản sinh bia bia phải dùng cá mập dùng cá voi nếu không thì không đủ để uống chuyện làm phức tạp nhất không phải thiếu nước sao đương nhiên Tuyệt đại thời điểm các người đều là lấy bia thay thế nước, bởi vì nó không dễ dàng biến chất. Con cá đáng thương. Glenn đang cân nhắc nên đáp lại Frank như thế nào, tinh chi thượng tướng Capella đã đi tới bong tàu, lướt qua hắn, hỏi tài công chính của mình. Nina đã chuẩn bị tốt chưa? Tốt rồi, cô ta đã uống một chai Nepot. Frank chỉ chỉ một chỗ bóng tối do buồn tạo thành. Cái gọi là chuẩn bị chính là hôn một chai Nepot đặc sản phô sắc, Depot có thể châm lửa còn hơn cả diêm. Glenn đột nhiên cảm thấy cô gái tên là Nina mà tài công chính nhắc tới kia hẳn có được huyết thống phô sắc. Thuyền trưởng, tôi càng hy vọng là một chai rượu máu Sunia. Ở trong bóng tối chậm rãi đứng lên cùng đi ra một bóng dáng nữ tính. Cô ta thân cao vượt qua 1m8, tóc màu vàng tùy ý buộc thành đuôi ngựa vẻn cao, ngũ quan không tính là xuất chúng, nhưng có rõ ràng đặc sắc phô sắc, da trắng mắt nhạt. Cô gái tên là Nina này mặc áo ôm sát người màu đen chế thành từ da cá, cao thấp tựa như đều ôm thành một thể, mang dáng người nóng bỏng của cô ta hoàn hoàn toàn toàn lộ ra ngoài. Loại phong cách này bản thân nó đã tương đương gợi cảm, ngực Nina lại thuộc về loại vượt qua rất nhiều chuẩn mực bình thường, ánh mắt đám hải đạo xung quanh đưa tới bao hàm ý tứ gì là có thể nghĩ. Lên vốn có chút xấu hổ, muốn dời tầm mắt, nhưng lại nghĩ Herman Sparrow tuyệt đối không phải là người ngây ngô như vậy, đành phải thoáng thả lỏng tầm mắt, nhìn thẳng khuôn mặt Nina. Herman, đây là thủy thủ trưởng Nina của chúng tôi. Cô ta đồng thời cũng là phó hàng hải trưởng, ha ha, danh sách của cô ta tên là hàng hải gia. Frankly vẫn không có giữ lại giới thiệu. Vị chuyên gia độc tố này ngoài việc đang nghiên cứu tạp giao giống thì thực chất phát. Mình nghĩ ra rồi, cô gái Nina này tiền thưởng là 3.600 bản, danh hiệu sát thủ đáy biển, ai, xem lệnh truy nã nhiều, cũng không thể lập tức hồi ức ra. Lên nhìn mắt Nina, bình thản gật đầu nói. Chào buổi sáng, cô gái. Nina cười cười, từ từ trên xuống dưới đánh giá lên một lần. Chào buổi sáng, ngài Sparrow. Tôi rất ngạc nhiên, tật bệnh trung tướng có phải có sức quyến rũ giống như trong lời đồn hay không? Làm một nữ hải tặc trường kỳ lăn lộn ở tầng trung thấp, cô ở phương diện nam nữ luôn luôn thản nhiên trực tiếp, không chút nào xấu hổ, nguyên bản muốn trực tiếp hỏi Herman Starro có phải mình không đủ sức quyến rũ, hoặc là đối phương có phải thuộc về loại hình lãnh đạm, cho nên hắn mới hoàn toàn bỏ qua, không có chút phản ứng hay không. Nhưng suy xét đến đứng trước mặt là một tên rất mạnh, một nhà mạo hiểm suýt nửa săn bắn, tật bệnh trung tướng, thành công, một đồ điên thời điểm nào cũng có khả năng rút súng bắn, cô lại lý trí rút về lời nói trêu chọc này, vu hồi hỏi chuyện, tật bệnh trung tướng. Cái này tôi phải trả lời cô thế nào đây? lên lặng lẽ chút rồi nói. Tiền thưởng của cô ta cực kỳ có sức quyến rũ. Nina ngẩn ra một giây, không biết nên tiếp đề tài này như thế nào, đành phải chuyển nhìn về phía Tinh chi thượng tướng. "Thuyền trưởng, hiện tại bắt đầu chưa?" Capella trong đầu không hiểu hiện lên tiền thưởng của mình gật đầu đối với Nina. "Bắt đầu." Cô vừa dứt lời, Nina bước đi tới mép thuyền, tay phải chống một cái, trực tiếp nhảy vào trong biển, giống như một con cá lớn màu đen bơi đi xuống phía dưới. Cùng lúc đó, phù phù vài tiếng liên tục vang lên, vài tên thủy thủ nhảy xuống theo, làm phối hợp tác chiến nhất định. Cái này, nói bắt đầu là bắt đầu, một chút giảm sóc cũng không có. Cô gái này rất có khí chất phong bạo giáo hội, không hổ là phi phàm giả đường tắt, thủy thủ. Lên nhìn ra ngoài thuyền, nhìn không được lại ho khang hai tiếng. Sinh bệnh. Frankly trực tiếp hỏi. Lên lạnh nhạt gật đầu một chút. Frank suy nghĩ, cũng không hỏi gì, thịt thịt chạy về khoang thuyền, không biết chạy về nơi nào. Tinh chi thượng tướng Capella bên cạnh thì đẩy cái mắt kính rất nặng của mình, khẽ cười nói. Frank là chuyên gia độc tố, cũng là một bác sĩ xuất sắc. Quả nhiên là đường tắt người trồng trọt. Glenn không có hỏi nhiều, đứng ở nơi đó, chờ đợi Nina hoàn thành thăm dò bước đầu. Capella thấy trường hợp đột nhiên trầm tĩnh, cũng có chút xấu hổ, vì thế đi về phía trước vài bước, giống như thuận miệng nói. Lại một ngày nữa, chúng ta sẽ thoát ly tuyến đường an toàn săn bắn cá voi. Cách mãn hải dương kia ít nhất còn một tuần. Lên ngẫm nghĩ, đưa ra vấn đề. Đó là tình huống đi dọc theo tuyến đường an toàn săn bắn cá voi. Trên thực tế, cái này sẽ càng hướng bắc, có vu hồi. Tôi biết một tuyến đường bí mật có thể giúp chúng ta ở trong vòng 2 đến 3 ngày sẽ đến mãn hải dương anh muốn đi. Capella ánh mắt xuyên thấu qua mắt kính thủy tinh rất nặng, nhìn về phía Glenn, tựa như muốn nhìn ra anh có hiểu biết gì đối với mảng hải dương cực kỳ nguy hiểm kia. Glenn suy xét một chút, chỉ đơn giản nói hai câu. Cực kỳ tốt, đây đúng là tôi muốn. Mặt khác, mảng hải dương nọ càng tiếp cận hư ảo mà không phải hiện thực. Capella có chút suy nghĩ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cửa vào khoang thuyền. Frankly thịt 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 chạy ra, cầm trong tay một quả táo màu xanh lục. Cái này là một thành quả khác của tôi, mang dược vật tạp giao cùng hoa quả, để cho uống thuốc biến thành hưởng thụ. Hắn nụ cười đầy mặt đưa quả táo cho Glenn. Tôi sợ tôi ăn nó, bệnh tình sẽ tăng thêm. Glenn nhìn tinh chi thượng tướng, thấy cô ta nhẹ nhàng gật đầu, cũng bề ngoài bình thản trong lòng miễn cưỡng nhận quả táo kia, kiên trì cắn một miếng. Cái này có hương vị táo bình thường, chỉ là nước quả nhiều, thịt quả rất sốt. Ăn mấy miếng, Glenn phát hiện ít hầu của mình bỗng nhiên không đau, ho khang cũng không biết khi nào thì đã không xuất hiện nữa. Không thể không nói, cái này thật sự rất thần kỳ. Chỉ cần không liên quan đến động vật nhân loại, Frankly ở bên trong giáo hội đại địa mẫu thần hẳn thuộc về thiên tài rất được coi trọng, đáng tiếc, cuối cùng biến thành tên giống như ác ma. Glenn nhìn về phía vị chuyên gia độc tố kia, thản nhiên nói. Chữa khỏi rồi. Tốt lắm. Frank không đi ca ngợi bản thân, tùy ý lại giới thiệu cho lên đám hải đạo ở trên bông tàu. Qua một hồi, Nina cùng đám thủy thủ phối hợp tác chiến đổi lên mặt biển, đến trước mặt thuyền trưởng. Cô ta cầm trong tay một cây kim loại rỉ sét đến nhìn không ra bộ dáng nguyên bản cùng một mảng bùn đất cứng trắng màu đen dăng kín lỗ như tổ ong, quán giận nói với tinh chi thượng tướng Capella. Thuyền trưởng, căn bản không có giếng lớn biển sâu gì. Cái giếng nọ còn không lớn bằng ngực của tôi. Đương nhiên, rất sâu, tối đen, không biết cất giấu cái gì. Cô ta khoa tay múa chân một chút. Khoa trương là tính chung của hải tặc cùng nhà mạo hiểm. Capella gật gật đầu, không dùng từ thổi da trâu này. Đường kính miệng giếng nhỏ như vậy. Glenn nghi hoặc nhìn về phía vật phẩm trong tay Nina, lễ phép tránh đi nước bắn ra từ thân thể đối phương. Capella tầm mắt đồng bộ với anh, cũng mở miệng nói. Nói tình huống cụ thể một chút. Nina là hải tặc từ tầng thấp nhất từng bước một đi lên, tuy rất nhiều thời điểm có vẻ vội vàng sao động dễ giận, nhưng kinh nghiệm làm việc tuyệt đối xưng được là phong phú, thuộc về loại người tương đối tin cậy, hơi hồi tưởng là có thể miêu tả. Cái giếng nọ ở góc sâu của đáy biển, tôi phải có đủ thời gian giảm sóc điều chỉnh, mới có thể thích ứng áp lực cùng nhiệt độ nơi đó, cho nên tiêu phí thật lâu mới đến được. Bản thân nó cũng không dễ để phát hiện, nhưng chút sắt thép còn sót lại của kiến trúc này quả thật có vẻ rõ ràng, tôi thích ứng được hoàn cảnh nơi đó, liền tìm được chúng. Chúng đã hoàn toàn sụp đổ cùng một nát, căn bản không có cách nào tưởng tượng bộ dáng nguyên bản, bất quá, có thể nhìn ra được, chúng trước kia khẳng định quy mô không nhỏ, chỉ là hiện tại đã ngâm nước quá lâu. Nina nói tới đây, cười khẽ hai tiếng, ánh mắt đảo qua những nam nhân ở đây. Nữ hải tặc chân chính quả nhiên không giống. Lên lúc này cho trong lòng cảm khái một tiếng. Ở anh thấy, vô luận tinh chi thượng tướng Capella hay là băng sơn trung tướng Edwina, tật bệnh trung tướng Tracy, thật ra đều không tính là nữ hải tặc thuần túy, bởi vì họ đều xuất thân thế lực lớn hoặc tổ chức bí ẩn, khi danh sách thấp, hoặc là không ở trên biển, hoặc là đi theo nhân vật lớn, làm chuyện tương đối an toàn. Hoặc là nhà mạo hiểm độc lai độc vãng, hầu như không chịu phong cách cùng bầu không khí của đám hải đạo tầng trung cùng thấp tiêm nhiễm. Chờ Nina cười xong, Capella chỉ chỉ vật rất khó nói là cây kim loại trên tay đối phương. Đây là một bộ phận kiến trúc sắt thép kia. Đúng, thuyền trưởng, cô cũng biết, tôi cũng không quá hiểu biết đối với lịch sử cùng thần bí học, chỉ có thể mang chút đồ trở về cho cô nghiên cứu. Cô là chuyên gia phương diện này. Nina cười mang cây kim loại kia đưa qua. Sau đó, cô chỉ vào khối bùn đất màu đen tầng ngoài gian kính lỗ như tổ ong còn lại kia nói, ở nơi cách di tích sắt thép không xa. Tôi tìm được cái giếng nọ, nó thật sự không lớn, nếu cái này mà có thể dùng lớn để hình dung, tôi nhất định đã thấy qua rất nhiều pháo lớn. Nhà mạo hiểm uống rượu sẽ càng thổi to hơn so với hải tặc chúng ta. Đây là bùn đất ở bên trong cái giếng kia, tôi quả thực không thể tưởng tượng được dấu vết này là hình thành như thế nào. Ngón tay Nina ở trên bùn đất màu đen lỗ chỗ như tổ ong kia liên tục gõ gõ. Lên nguyên bản cho rằng đó là dấu vết rất nhỏ của vật phẩm gì đó bị bắn dày đặc lưu lại, nhưng trải qua cẩn thận quan sát, lại hoài nghi là hoa văn của cái gì đó sau khi bị ăn mòn còn sót lại, mỗi một lỗ đều rất nông, từ rìa lan tràn bất quy tắc về bốn phía. Nina vừa mang bùng đất màu đen giao cho tinh chi thượng tướng Capella vừa tiếp tục miêu tả. Cái giếng nọ thật sự rất nhỏ, cho dù từ Nats tìm đến một đứa nhỏ, cũng không thể tiến vào. Nó rất sâu, tôi thậm chí cảm giác nó không có đáy. Ở hoàn cảnh nơi đó, bên trong nó tối tăm, Giống như có cái gì đang thông thả triệu hồi tôi, đúng, thông thả. Tôi ở phụ cận tìm mấy tảng đá, ném vào, nhưng không có chút đáp lại nào, tóm lại, bên trong tràn ngập nước. Capella cầm cây kim loại cùng bùn đất màu đen, cách thấu kính thủy tinh rất nặng quan sát kỹ một hồi rồi nói: "Nếu miệng giếng rất nhỏ, nhân loại không thể trực tiếp tiến vào, chúng ta cũng không cần thiết hiện tại bắt đầu thăm dò, cái này sẽ cực kỳ nguy hiểm." Chờ sau khi tôi biết rõ ràng bí mật mà hai vật phẩm này che giấu cùng cái giếng kia có đủ giá trị đáng giá chúng ta mạo hiểm hay không, chúng ta sẽ quay lại nơi này thử. Tốt, thuyền trưởng. Nina ước sủng bị gió lạnh thổi rùng mình một cái, làm cho đám hải đạo xung quanh nhất tề nhìn thẳng. Capella đẩy mắt kính, nói với Nina. Cô hôm nay có thể lĩnh một chai rượu máu Sunia, cái khác không hạn chế số lượng. Thuyền trưởng vạn tuế. Nina cao hứng tới cực điểm nói như hoang hô. Nhân loại không thể tiến vào cái giếng dưới đáy biển. Glenn không có tha thiết gì về thăm dò ở trong lòng tổng kết miêu tả của Nina. Bỗng nhiên, anh có ý tưởng kỳ diệu. Nhân loại không thể tiến vào cái giếng ở đáy biển kia, không có nghĩa là loài khác không được. Rất nhiều loại cá biển sâu thân thể cũng không quá lớn, xác suất không nhỏ có thể thông qua miệng giếng. Mà thân là hải thần, khi chấp chưởng quyền trượng có đủ biện pháp sử dụng sinh vật biển. Trước không nóng nảy, xem cô gái tẩn giả có thể từ hai vật phẩm kia nghiên cứu ra cái gì, sau đó mới quyết định thời điểm quay về có thăm dò hay không, nếu không nói không chừng sẽ rước lấy nguy hiểm khoa trương gì đó. Loại chuyện này, trước mắt tin tức không đủ, căn bản không có cách nào bói toán. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, lên mặt ngoài không động thanh sắc. Lúc này, Tinh chi thượng tướng Capella lại có chút kỳ quái nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó không lưu dấu vết thu hồi tầm mắt. Cô ta vì sao đột nhiên nhìn mình? Cô ta nhìn mình làm cái gì? Cô ta không có khả năng biết mình có quyền trưởng hải thần, có thể sử dụng sinh vật biển, không đúng. Cô ta biết, nhưng cô ta biết là ngu giả tiên sinh nắm giữ quyền trưởng thần tính trắng biển Cavitewa lưu lại, mà không phải thế giới. Trừ khi cô ta xem thấu thế giới chính là ngu giả nhưng cái này càng không thể, ngay cả người treo ngược còn dừng lại ở tầng cho rằng thế giới là quyến giả này, cô ta thậm chí ngay cả điểm này cũng không có phát hiện. Đổi ý nghĩ, từ chỗ tinh chi thượng tướng suy xét một chút. Cô ta là người bị tri thức truy đuổi, lại từng đi theo nữ vương thần bí, nguyện trung thành hội khổ tu mo, tung hoành trên biển nhiều năm, kiến thức cùng trải qua là rất nhiều, biết được lĩnh vực hải thần có năng lực phi phàm sử dụng sinh vật biển là tuyệt không kỳ quái cho nên sau khi phát hiện cái giếng đáy biển nhân loại không thể thông qua cô ta tự nhiên sẽ liên tưởng đến quyền trượng trên tay ngu giả tiên sinh tính về sau thỉnh cầu trợ giúp tương ứng nhìn mình là đang quan sát thế giới có nắm giữ tình báo tương ứng hay không có ý tưởng cùng loại hay không glenn nghĩ rất nhiều thứ mượn dùng năng lực tên hề mạnh mẽ để cho vẻ mặt mình vẫn duy trì lạnh nhạt không có phản ứng gì dị thường ở khi nina đi lĩnh trụ máu sunia glenn ấn mũ quay về cửa khoang thuyền. Tới gần cửa, trong đầu anh đột nhiên hiện ra một bộ hình ảnh. Một căn phòng ở tầng trên trong khoang, cửa sổ đóng chặt, vải mành che kín, có ánh mắt không quá rõ ràng nấp ở phía sau, lẳng lặng nhìn chăm chú vào mọi người trên bông tàu, nhìn chăm chú vào Herman Saro. Ai? Lên bước chân không có tạm dừng, thân thể không xuất hiện cứng đờ, bình thường không hề khác gì với vừa rồi tiến vào khoang thuyền. 3 giờ chiều, ánh nắng không quá nóng chiếu vào một tòa hoa viên phụ cận đại học Stone. Phó giáo sư Michel Ritter mới 40 cũng đã có thâm niên mặc vét đuôi tôm tham gia yến hội, thắt cái nơ xinh đẹp, kiên nhẫn chờ đợi ở cửa. Chạng vạn hôm qua, ông ta thu được một phong thư, người đưa thư là người phục vụ nhà bá tước ho quý tộc lớn nhất quận Đông Chester, người viết thư là con gái của thượng nghị viên rất có lực ảnh hưởng này, có danh xưng bảo thạch chói mắt nhất bác lừng, tiểu thư Ariho. Ho. Cô gái tôn quý này đề cập ở trong thư, cô ta từ trong tụ hội nghe nói ngài Michel Ritter là một người sưu tập xuất sắc, vì là người đam mê lĩnh vực này, cô cực kỳ hy vọng có thể đến thăm một lần. Michel Ritter không có lý do cự tuyệt. Rất nhanh, một chiếc xe ngựa có huy chương gia tộc thanh lịch đến cửa lớn. Hai người hầu sớm được dặn dò mở ra hàng rào sắt thép tạo thành cổng ngoài, dẫn dắt xe ngựa nọ vòng qua hoa viên, đi vào trước căn nhà. Một vị nữ quản gia đi xuống trước, sau đó là hộ vệ cùng thị nữ. Tiếp theo, một bàn tay mang bao tay dài lụa trắng đi ra. Ở dưới sự trợ giúp của các thị nữ, Ari tao nhã bước trên tấm thảm mà Michelle đã trải từ trước. Michelle đầu tiên là ngẩn ra, chợt ánh mắt sáng lên, chỉ cảm thấy những đóa hoa trong hoa viên bên cạnh đều mất đi màu sắc ở giờ khắc này. Ông ta tiến lên hai bước, ngã mũ cúi chào. Hoan nghênh cô, tiểu thư tôn quý. Cô tới chơi là vinh hạnh của tôi cùng người nhà của tôi. Ari lấy mũ có mạng che trên đầu xuống, giao cho thị nữ, khách ký hai câu, sau đó đi theo Michelle Reiter xuyên qua phòng khách, tiến vào phòng sưu tầm ở lầu một. Đến nơi đây, Michelle tựa như rốt cuộc tìm về tự tin của chủ nhân, bắt đầu từ rìa bên trái, chỉ vào những món đồ sưu tầm giới thiệu. Đây là mũ giáp xuất hiện ở trong chiến tranh hoa hồng trắng, trải qua tôi trường kỳ nghiên cứu, có thể xác nhận chủ nhân của nó là một thành viên gia tộc solon thời điểm đó bọn họ vẫn là vương thất mũ giáp màu vàng nọ thiết kế tinh xảo phía trên có trang sức giống như chim bay cao giáp mặt thì tạo thành từ những miếng vẫy kim loại tổ tiên của tôi chính là có được tước vị đầu tiên ở trong trận chiến tranh này ari có hứng thú đáp lại cô trước tiên điều chỉnh tốt trạng thái tâm lý để cho bản thân tựa như chân chính đến thăm vậy Chiến tranh 20 năm thất bại làm cho vương quốc gặp khuất nhục nhiều năm, nhưng lắng động ra từng vị anh hùng. Michel bên cạnh nịnh một câu. Chiến tranh hoa hồng trắng phát sinh ở sau chiến tranh 20 năm trước trận chiến lời thề, Ruen đánh bại Intis, một lần nữa trở nên cường thế. Michel tiếp tục giới thiệu những món sưu tầm của mình, Ari nghe cực kỳ tập trung, thường thường đưa ra vấn đề, trao đổi cùng đối phương. Rốt cuộc, Michel ngón tay hướng về một quyển bút ký có bìa màu đen nó thuộc về một vị kỵ sĩ đóng ở đảo Sunia trong chiến tranh 20 năm. Tên vị kỵ sĩ này đã biến mất ở trong lịch sử lâu dài, chỉ có bản bút ký này chứng minh hắn từng tồn tại, từng ở đảo Sunia thủ vững đến một khắc cuối cùng. Bản bút ký này không chỉ là tư liệu trực tiếp nghiên cứu đoạn lịch sử kia, hơn nữa bản thân cũng cất giấu vấn đề nhất định, vị kỵ sĩ kia có rất nhiều thói quen không thường gặp ở trên ngữ pháp, cái này có thể là manh mối trợ giúp chúng ta biết rõ ràng thân phận thực của hắn. Ari trực giác tin tưởng bản bút ký này là mục tiêu của mình, vì thế thoáng kề sát vào một chút, quả nhiên ở trên bìa màu đen tìm thấy những ấn ký đường cong không quá rõ ràng, chúng nó cùng vòng quanh một cựu long có chút trừ tượng. Từ giọng điệu giới thiệu cùng những vẻ mặt rất nhỏ của phó giáo sư Michel cho thấy, hứng thú của ông ta đối với bản bút ký này chủ yếu tập trung ở nội dung bên trong, mà không phải bản thân nó, không quá đặc biệt yêu quý. Mình có hy vọng rất lớn mua được. Ari bình tĩnh đưa ra phán đoán, Nghiêng đầu đi, cười nhẹ nhìn Michel Reiter nói. Cụ thể là thói quen không thường gặp gì. Thích dùng câu đơn, loại câu thực ngắn gọn. Michel như khoe khoang giảng thuật. Ari vẫn là người nghe đủ tư cách, mỉm cười nhìn đối phương, nghe thật chuyên chú, điều này làm cho Michel nói ra càng nhiều nội dung. Lắng nghe lắng nghe, cô bỗng nhiên cảm thấy thói quen ngữ pháp của vị kỵ sĩ kia lại có chút quen thuộc. Đó là Ari đôi mắt hơi đổi rất nhanh nhớ lại nơi phát ra cảm giác quen thuộc. Đó là thói quen ngữ pháp của tiếng Cự Long mà cô đã thật sự học tập cùng nắm giữ cơ bản. Một vị kỵ sĩ hiểu được tiếng Cự Long, thậm chí ở giai đoạn mấu chốt trưởng thành lấy sử dụng tiếng Cự Long làm chủ. Khó trách hội tâm lý luyện kim muốn lấy bút ký hắn lưu lại. Ari có giật mình thu liễm suy nghĩ, vui vẻ tiếp tục trao đổi cùng Michel Reiter về vấn đề ngữ pháp tồn tại này. Rất nhanh bọn họ đã thảo luận xong đối với bản bút ký này michel bắt đầu giới thiệu đến đồ sưu tầm tiếp sau thời gian từng giây từng phút trôi qua cuộc viếng thăm dần dần tiến vào kết thúc ari nguyên vốn định lần sau mới đưa ra thỉnh cầu mua để cho sự việc có vẻ không phải là mục đích rõ ràng như vậy nhưng không khí hữu hảo ngôn ngữ tự nhiên làm cho cô sâu sắc cảm thấy đây là một cơ hội vì thế mượn dùng năng lực vòng cổ nói dối để cho hai má nhiễm lên đỏ hồng xấu hổ ngài reuter Mũ giáp vương thất sô lo nguyên từ chiến tranh hoa hồng trắng kia là vật phẩm kỷ niệm tổ tiên của tôi. Tôi mạo muội hỏi một câu, tôi có thể mua nó từ chỗ của ông hay không? Còn có bản bút ký thời kỳ chiến tranh 20 năm kia, bởi vì tôi đối với kỵ sĩ thủ vững đảo Sunia cực kỳ kính nể, cho nên cũng muốn có được nó. Tôi biết đây là một thỉnh cầu không đủ lễ phép, nhưng hy vọng ông có thể lý giải tâm tình của tôi. Đương nhiên, ông có quyền lợi cự tuyệt. Cô sóng mắt chuyển động, hơi có trốn tránh, nữa là cố ý nữa là chân thật để cho bản thân có vẻ chột dạ nao núng e lệ đáng thương michel trong nháy mắt lại theo bản năng dời đi tầm mắt giọng hòa hoãn nói tôi là một người sưu tầm tôi sẽ không bán đồ sưu tầm của tôi ông ta giọng điệu cùng dùng từ cũng không đủ kiên quyết tư liệu sưu tầm trước đó biểu hiện ông ta là một quý ngài rất chú trọng thanh danh trực tiếp dùng tiền tài mua vật phẩm sưu tầm của ông ta chỉ sợ là phương thức ông ta không thể tiếp nhận Hội tâm lý luyện kim không tìm người nào khác hoàn thành nhiệm vụ này, một mặt là vừa để cho mình tích lũy cống hiến, một mặt khác hẳn chính là cố kỵ thái độ của ngài phó giáo sư ở phương diện này. Phải đổi phương thức. Ari trước khi đến nơi đây tham quan, đã tâm tư kính đáo căn cứ tình báo thu hoạch được chế định phương án khác nhau, sau khi hơi suy nghĩ đã trực tiếp chuyển hướng đề tài, chuyển hỏi. Ngài Reiter, tôi nghe nói ông đang tìm kiếm bên trong đại học Stone thành lập một cơ sở nghiên cứu đồ cổ đúng vậy đây là mục tiêu của tôi mấy năm gần đây michel một lần nữa nhìn về phía ari thản nhiên hồi đáp ari cười nhẹ nhàng nói tôi đối với nghiên cứu phương diện này rất cảm thấy hứng thú cũng cực kỳ tôn kính đối với ông hy vọng có thể thấy ông đạt thành tâm nguyện ô tôi muốn quyên tặng đối với đại học Storm, đối với học viện của ông một nghìn bản tiền mặt ngay tại hai nghìn mẫu thổ địa phụ cận cùng một trang viên thu vào không tệ để bước đầu thành lập khởi một quỹ công ích dùng cho sưu tập cùng bảo hộ đồ cổ. Tôi biết cái này còn chưa đủ, nhưng tôi sẽ du thuyết những ý cô quý ngài mà tôi biết. Để họ cũng làm ra cống hiến nhất định. Mẫu ở đây chỉ công mẫu. Ở trung hậu kỳ thời đại Victoria, thổ địa vùng ngoại thành thành thị đại khái là một mẫu anh 100 đến 130 bản, đổi ra là một công mẫu hai bản 10 đồng đến 3 bản 5 đồng, ngoại trừ ngoại ô Luân Đôn. Ngài Twitter. Ông là người sưu tập đồ cổ cùng nghiên cứu chuyên nghiệp nhất mà tôi biết. Ông có nguyện ý đảm nhiệm người phụ trách quỹ công ích này không? 2.000 mẫu thổ địa phụ cận đại học, cái này nhắm chừng giá trị 6.000 bản, cộng thêm trang viên cùng tiền mặt, tiểu thư Ari quyên tặng tiếp cận 10.000 bản. Có một quỹ công ích sưu tập cùng bảo hộ đồ cổ như vậy, cơ sở nghiên cứu của mình độ khó sẽ hạ đến thấp nhất. Michel lặng lẽ vài giây, lộ ra nụ cười tự đáy lòng, trịnh trọng cuối người nói tiểu thư tôn quý coi trọng của cô đối với học thuật làm cho tôi cảm động hào quang của nó đủ để so sánh cùng vẻ đẹp của cô sự tu dưỡng của cô tôi nghĩ tôi không có lý do gì cự tuyệt lời mời của cô ta đã sao nội dung bản bút ký nọ đêm nay tôi sẽ mang nó cùng mũ giáp kia đưa đến phủ đệ của cô đây là một vị bằng hữu chân thành tặng thành công ari trong lòng vui vẻ chỉ muốn khen ngợi bản thân nhưng mặt ngoài lại rụt rè điềm đạm không có một chút hành động thất lễ cái này là vinh hạnh của tôi. Cô Thành khẩn nói. Tuy hai món đồ sư tầm kia khẳng định không đáng giá 10.000 bản, nhưng cô cũng không bởi vậy mà cảm thấy thiệt hại gì. Ở trong dự tính của cô, đề nghị này bao hàm 3 ba tầng mục đích, 3 loại thu hoạch. Tầng mục đích thứ nhất tự nhiên là lấy được vật phẩm, hoàn thành ủy thác, thuận lợi từ trên tay, hội tâm lý luyện kim, có được phối phương ma dược, nhà thôi miên. Tầng thứ hai dùng phương thức quyên tặng học thuật nghiên cứu bảo hộ vật phẩm cổ đại, bảo hộ cùng tăng lên danh dự, địa vị cùng hình tượng bản thân. Đây là chuyện đại bộ phận quý tộc đại bộ phận phú hào đều đang làm. Cho dù không có quyên tặng hôm nay, Ari hàng năm cũng sẽ cống hiến 3.000 bản thậm chí càng nhiều hơn cho các tổ chức từ thiện. Cho nên, cô tin tưởng phụ thân bá tước ho sẽ không ngăn trở mình mang chút ít điền sản trên danh nghĩa làm những chuyện như vậy. Tầng thứ ba là một quỹ bảo hộ chuyên chú ở sưu tập đồ cổ sẽ rất dễ dàng tiếp xúc đến một ít tư liệu có giá trị lịch sử cùng vật phẩm thần bí, Ari không cần tự mình ra mặt, chỉ ngồi ở nhà, đã có khả năng thu hoạch sự vật có trợ giúp đối với bản thân, tương đương dùng 10.000 bản dẫn động càng nhiều tài chính, thành lập lên thế lực thuộc về mình. Đương nhiên, nếu Michel Ritter không tiếp thụ loại trao đổi này, cô còn có dự tính khác, trong Ủy ban Giáo dục Cao Đẳng Vương quốc có người gia tộc Ho, cũng có bạn bè quý tộc mà cô biết, chỉ cần ngài phó giáo sư có nhu cầu phương diện tương ứng, cô tất nhiên tìm được biện pháp thỏa mãn ông ta. Bất quá, Ari không quá thích phương thức này, luôn cảm thấy không đủ sáng rõ, tựa như tổn hại lợi ích công chúng. Sau khi thỏa thuận xong, Ari lưu lại một chút, nói chuyện phím đại khái chừng 15 phút, để cho sự việc kết thúc có vẻ không đột ngột. Tiếp theo, cô cáo từ rời khỏi nhà Michelle, ngồi xe ngựa quay về biệt thự gia tộc Ho ở thành phố Stone. 8 giờ hơn buổi tối, cô đúng hẹn thu được mũ giáp vương thất Solon cùng bản bút ký thời kỳ chiến tranh 20 năm kia. Ari mang bao tay lụa trắng, có hứng thú ngồi vào trước bàn, mang mũ giáp đặt sang một bên, tập trung lật xem nội dung bản bút ký. Cô phát hiện chuyện ghi lại trên đó đều thực vụn vặt, giai đoạn trước chủ yếu là vị kỵ sĩ nào đóng ở đảo cổ tinh linh học tập sản xuất rượu máu Sunia như thế nào, truy đuổi những cô gái xung quanh như thế nào, tiêu đi thời gian nhàm chán như thế nào, trung hậu kỳ thì tiến vào giai đoạn chiến tranh 20 năm, lấy mắng người phô sắc. Thầm oán đồng bạn, suy xét phương án thủ vững vân vân làm chủ, ở sau khi đảo Sunia lần đầu tiên mất mà chấm dứt. Trừ bỏ ngữ pháp có thói quen tương tự tiếng cự long, cái khác đều không có vấn đề gì quá lớn, cũng nhìn không ra nơi nào cất giấu manh mối. Ari hơi nhíu mày, khép bút ký lại. Vừa rồi, có dùng phương pháp thần bí học làm kiểm tra, vẫn không có thu hoạch. Điều này làm cho cô không muốn lãng phí thời gian nữa, chuẩn bị cứ như vậy nộp lên cho hội tâm lý luyện kim. Trong khi suy nghĩ thay đổi thật nhanh, cô đột nhiên có ý tưởng mới ngu giả tiên sinh người treo ngược luôn sẽ suy xét vấn đề từ những phương diện khác nhau rồi mới đưa ra đề nghị mình có phải nên học tập một chút hay không ô đổi một góc độ suy nghĩ đầu tiên giả thiết nội dung bút ký không có vấn đề vậy hội tâm lý luyện kim theo đuổi chính là bản thân nó bản thân nó sẽ có đặc thù gì đây vừa rồi không có phát hiện nó thuộc về một vị kỵ sĩ có thói quen dùng tiếng cự long vị kỵ sĩ kia tất nhiên đã trải qua cái gì đó. Bói toán, đúng, bói toán. Có lẽ có thể lợi dụng phương thức bói toán, mượn dùng bản bút ký này, tìm được vị kỵ sĩ kia cuối cùng ở nơi nào hoặc dấu vết lúc ban đầu, mà cái này rất có khả năng có liên quan đến một cự long. Nếu là cự long, vậy khả năng không nhỏ là tâm linh cự long, nó là đại biểu đường tắt, người quan sát, manh mối liên quan đến nó quả thật đáng giá, hội tâm lý luyện kim coi trọng. Ari, cách nghĩ này rất tốt ari đôi mắt sáng lên một chút tựa như cất dấu lấp lánh rõ ràng cô nhịn không được nghiêng đầu nhìn về phía chó lông vàng ngồi ở bên cạnh sushi liếc mắt nhìn chủ nhân một cái cung một tiếng rồi nói ari cô là muốn tôi tán dương cô sao không không cần ari hơi cảm thấy xấu hổ quay đầu đi sau đó cô phát hiện một vấn đề quan trọng đó chính là mình không biết bói toán hoặc là nói gợi ý để bói toán được chuẩn xác là quá thấp. Không có cách nào khác nghiệm chứng. Không, mình còn có thể thỉnh cầu trợ giúp từ ngu giả, tiên sinh. Nghi thức mật khế. Cái này giống như chỉ có thể tác dụng cho bản thân, không thể nhằm vào vật phẩm bên ngoài. Mộng du nhân tạo. Nó sắp xỉ với nghi thức mật khế, cũng không được. Hiến tế cho ngu giả, tiên sinh, để hỗ trợ bói toán, sau đó ban lại cho mình, không, không được, cái này có vẻ không đủ tôn kính, cũng không phải ba ba hoặc thầy của mình, là một vị thần linh chân chính, dùng loại phương pháp này quá tùy ý, có chút cảm giác bán bổ. Ari ý nghĩ liên quan đến, ngu giả, tiên sinh dần dần phát triển liên quan đến bói toán. Cô tuy không bói toán như thế nào, nhưng đối với tri thức thần bí học tương ứng vẫn có hiểu biết nhất định, rất nhanh đã tập trung một loại phương pháp bói toán. Đó chính là thông qua nghi thức nhất định, thỉnh cầu lực lượng kẻ thứ ba, thỉnh cầu tồn tại không biết, thần bí cho đáp án, loại phương pháp này đại biểu điển hình nhất chính là bói toán ma kính. Ừm, cái này quả thật rất nguy hiểm, nhưng nguy hiểm ở chỗ đối tượng khẩn cầu khả năng tràn ngập ác ý hoặc chỉ là tiếp xúc đã khiến cho người ta sụp đổ, mà mình hoàn toàn không tồn tại lo lắng như vậy, mình là thỉnh cầu về phía ngu giả tiên sinh. Ari chớp chớp mắt, kiềm chế kích động trong lòng, nghiêng đầu nói với chó lông vàng. Susie, mày đi ngoài cửa trông coi, Tao muốn dùng phương pháp thần bí học kiểm tra bản bút ký này. Cô không phải mới vừa dùng qua sao? Susie nghi hoặc hỏi. Nó càng ngày càng không dễ lừa. Ari đôi mắt hơi đổi, thản nhiên nói. Tao tính thử bói toán ma kính. Yên tâm, tao có đối tượng thỉnh cầu an toàn. Tốt. Susie xác định Ari nói là nói thật. Nó đi vài bước, lại xoay người, dặn dò một câu. Ari, cô phải cẩn thận bị tồn tại thần bí hình chiếu phụ thể. Tao biết. Ari tuyệt không lo lắng đáp lại. Ở cô thấy, ngu giả tiên sinh thật muốn bất lợi đối với mình, sớm đã có vô số cơ hội, không cần thiết chờ tới giờ. Chờ Sushi tự mình mở cửa đóng cửa, ra bên ngoài, Ari ngồi ở trước bàn, tụng niệm lên tôn danh ngu giả tiên sinh, xin sử dụng phương pháp bói toán ma kính. Qua một hồi, Glenn đang ở trên tàu tương lai tiến vào nhà vệ sinh, đi vào phía trên sương mù xám nghe được tiểu thư chính nghĩa khẩn cầu còn có thể như vậy cũng đúng làm tồn tại thần bí không biết mình quả thật có thể đảm đương lực lượng kẻ thứ ba trong bói toán ma kính lên có chút buồn cười cho trả lời có thể ari lúc này cầm lấy bản bút ký ngồi ở trước bàn trang điểm đối diện với gương điểm hỏa một ngọn nến màn cửa sổ kéo kín đèn tường trong phòng được tắt đi ari dựa theo yêu cầu của bói toán ma kính hoàn thành chuẩn bị tương ứng đương nhiên cô không có cố ý chọn lựa thời gian thích hợp bởi vì thỉnh cầu tới ngu giả tiên sinh không cần phiền toái như vậy nhìn ngọn nến cùng ánh nến ảnh ngược bản thân chiếc gương trước người ari vừa tràn ngập hứng thú lại có chút bất an cầm lấy một lọ thuần lộ mang một chút chất lỏng bên trong nhỏ vào ngọn lửa mờ nhạt hương vị thanh u thanh nhã chui vào mũi ari không hiểu hồi tưởng lại đoạn thời gian mình mới chỉ là người đam mê thần bí học cô ban đầu cũng sẽ phạm đủ loại sai lầm, sẽ ở tiếp điểm mấu chốt cử hành nghi thức phát hiện mình quên chuẩn bị dầu cùng thuần lộ linh tinh để lấy lòng thần, đành phải được thông qua dùng nước hoa thay thế, mà kết quả không hề nghi ngờ đều thất bại. Thật ra, dựa theo ngu giả tiên sinh biểu lộ ra tin tức, mình cho dù thật sự dùng nước hoa thay thế bình thuần lộ này, cũng sẽ hưởng ứng mình. Ari miệng nhẹ nhàng hô hấp chậm chạp, mượn dùng minh tưởng để cho bản thân hoàn hoàn toàn toàn bình tĩnh xuống cô biết tư duy không chịu khống chế phát tán vừa rồi cũng không phải là biểu hiện của mình lúc bình thường, một chút cảm xúc chờ mong cùng khẩn trương của cô bị vòng cổ, nói dối, phóng đại. Điều chỉnh tốt trạng thái, Ari giao nắm hai tay, như cầu nguyện để ở trước miệng mũi, thành tâm thành ý bắt đầu thấp giọng tụng niệm. Không thuộc về thời đại này ngu giả, sương xám phía trên thần bí chúa tể, chấp trưởng hảo vận hoàng hắc chi vương. Chú văn bí ẩn nhẹ nhàng quanh quẩn, sau liên tục bảy lần, Ari phát giác trong tối tâm xung quanh tựa như thêm chút sự vật khó có thể miêu tả, nó giống như là mạch nước ngầm tiềm tàng ở đáy nước. Ngẩng đầu lên, Ari vươn tay phải, đưa qua bên cạnh ánh nến không chút lay động, từ trên xuống dưới khẽ khoát lên mặt kính một lần. Đến đây, lưu trình bói toán ma kính đã xong, nếu tồn tại thần bí, không biết đối với cái này sinh ra hứng thú, sẽ mượn dùng gương, cho đáp lại nhất định. Phía trên sương mù xám, trong cung điện xa xưa mà rộng lớn, lên thấy ngôi sao đỏ thẩm đại biểu cho tiểu thư chính nghĩa đầu tiên là bành trướng, sau đó co rút lại, đẩy ra hào quang hư ảo. Cuối cùng, chúng nó đều nhiễm lên màu đen cảm giác gần như bí ẩn sâu thẳm, ngưng tụ thành một vòng sáng lớn bằng cái gương tựa như có thể đi thông bên ngoài. Hiệu quả đều không giống với nghi thức trước đây, có chút ý tứ. Lên dựa lưng ra ghế dựa ở sau, lan tràn ra linh tính, tiếp xúc với hình tròn tối đen giống như cửa động kia. Trong im lặng, tầm nhìn của anh chợt cải biến, bàn dài đồng xanh, ngôi sao đỏ thẫm cùng căn phòng rộng rãi ánh nến chiếu rọi kia trùng điệp không hiểu, lại có giới hạn rõ ràng. Giờ khắc này, lên cảm giác một tấm gương trở thành vật giúp thân thể mình ánh mắt mình kéo dài, trợ giúp anh ở phía trên sương mù xám cũng có thể tin tường thấy rõ cùng can thiệp thế giới hiện thực. Đúng, rõ ràng. Toàn bộ sự vật trong tầm mắt lên đều không có cái loại cảm giác xám xịt mơ hồ, hiện ra rõ ràng ở trong mắt của anh mắt anh đột nhiên ngưng động lại hai giây. Trước mắt anh là một cô gái mặc váy dài thuần trắng tơ vàng, mái tóc dài màu vàng của cô ta tùy ý để xõa mềm mại mà bóng loáng, đôi mắt xanh biếc của cô ta hơi ánh lên ánh lửa tái nhợt, vừa sâu thẳm giống như biển lớn, lại giống như bảo thạch tinh thuần nhất, ngũ quan của cô ta phối hợp cùng gương mặt của cô ta ra vẻ đẹp kinh tâm động phách. Khí chất của cô ta cao nhã mà thanh thuần. Lên chột dạ không hiểu dời đi tầm mắt thiếu chút nữa tưởng là ma nữ danh sách không thấp hoàn hảo đúng lúc nhớ tới tiểu thư chính nghĩa là phi phàm giả đường tắt người quan sát không có khả năng biến thành ma nữ hương vị thuần lộ này thực không tệ thực đặc biệt cái cảm ứng vi diệu này vật phẩm thần kỳ chế tác từ đặc tính phi phàm người không mạch tiểu thư chính nghĩa mang nó biến thành vòng cổ à ánh mắt lên dừng lại ở trên vật phẩm thần kỳ ngụy trang thành vòng cổ kim cương kia sau đó anh nghe thấy tiểu thư chính nghĩa chưa đầy chờ mong mở miệng nói ma kính ma kính xin nói cho tôi biết chủ nhân bản bút ký này ở đâu ari biết mình thỉnh giáo lạc ngu giả tiên sinh nhưng lời nói ma kính ma kính này từ khi cô mới nghe được câu chuyện tương quan đã vẫn muốn đọc ra như vậy hiện tại rốt cuộc đã có cơ hội áp dụng vào thực tiễn trước đây thất bại không tính từng ari ở trong lòng gật đầu vì bản thân lên lúc này nhìn về phía bản bút ký màu đen ở giữa ngọn nến cùng tiểu thư chính nghĩa phát hiện linh tính của mình thế mà có thể mượn dùng gương thoải mái lan tràn ra ngoài giống như bàn tay nắm lấy môi giới bói toán phía trên sương mù xám anh rất nhanh viết xuống câu bói toán đối ứng nguyên chủ nhân bản bút ký này ở đâu một tay nắm bút ký một tay cầm tờ giấy lên vừa đọc thầm vừa một lần nữa dựa lưng vào ghế dựa ở dưới sự trợ giúp của minh tưởng nhanh tiến vào ngủ say Ari mở to đôi mắt xanh biếc, tập trung mà chuyên chú nhìn gương, chờ đợi, ngu giả, tiên sinh cho đáp lại. Qua vài giây, cô rốt cuộc thấy mặt kính hiện lên vàng nước, đẩy ra gợn sóng. Thành công rồi. Bói toán ma kính thật sự hữu dụng. Ari mắt trợn to, chiếu rọi ra hình ảnh hiện lên trong gương. Đó là hình ảnh một vùng nông thôn. Cảnh tượng càng ngày càng gần, hội họa cự long ở trên các tòa kiến trúc dần dần rõ ràng một tòa giáo đường rất nhanh chiếm cứ chủ thể của gương, chợt lại bị nghĩa trang phụ thuộc nó thay thế. Cuối cùng, hình ảnh dừng hình ở trên một góc mộ bia, chữ khắc trên đó chịu mặt trời chiếu, mưa dội, gió thổi đã trở nên mơ hồ, chỉ có thể thấy rõ ràng cái tên Lindell. Lúc này, gương bỗng nhiên trở nên tối đi, chợt khôi phục bình thường, một lần nữa chiếu ra Ari cùng ngọn nến ở trước người cô. Cái này không phải nông thôn có phong tục sùng bái cự long trước đây sao? kỵ sĩ viết bút ký tên là Lindel, là người ở nơi đó, sau khi chiến tranh 20 năm thất bại về nhà, cho đến tử vong. Hoặc là nói, người này là lấy trạng thái thi thể vận chuyển về nhà. Ô, nông thôn kia thuộc về quận Đông Chester, thành phố Stone cũng thuộc về quận Đông Chester, phó giáo sư Michel thu được bút ký từ nơi đó là thực bình thường. Nơi đó quả thật có một tâm linh cự long sống ở trong hải dương tìm thức tập thể của mọi người. Ari hơi giật mình cảm tạ ngu giả tiên sinh, kết thúc bói toán ma kính. Ở dưới ánh nến chiếu rọi, cô nhìn bút ký một hồi, cuối cùng quyết định vẫn mang nó nộp lên, xem hội tâm lý luyện kim có thể bói toán ra cái gì, điều tra ra cái gì. Ít nhất mình bây giờ còn chưa có thực lực tiếp xúc tâm linh cự long kia, chỉ có thể làm như vậy. Hơn nữa, cho dù hội tâm lý luyện kim thực phát hiện cái gì, có thu hoạch nhất định, chờ mình từng bước một trưởng thành lên, địa vị ở trong tổ chức tăng lên, chúng cũng sẽ có bộ phận thuộc về mình. Ari cảm xúc rất nhanh lại trở nên không tệ. Phía trên sương mù xám, lên ngón tay khẽ gõ bàn dài đồng xanh mép, kết hợp trần thuật của tiểu thư, chính nghĩa, trước đó, làm ra phán đoán của mình. Nông thôn trong bản bút ký kia có liên quan đến một cự long, mà cự long thường thường ý nghĩa bảo tàng. Đáng tiếc, tiểu thư, chính nghĩa, thực lực còn chưa đủ, bằng không mình cũng muốn giật dây cô ta đi thăm dò, gặp phải tình huống thì khẩn cầu về phía hải thần, mình cho trợ giúp từ các phương diện từng cái này quá nguy hiểm đối với cô ta, chỉ có thể tạm thời bỏ qua. nếu hội tâm lý luyện kim không thể phát hiện vấn đề, về sau có lẽ có thể thử lên ngăn chặn tiếc núi. nghĩ lại thể nghiệm bói toán ma kính vừa rồi, loại bói toán này đối với kẻ thứ ba mà nói thực ưu tú, tiếp cần trả giá cái gì? trả giá là có thể liên thông với thế giới hiện thực, mình vừa rồi nếu nguyện ý thậm chí có thể trực tiếp lấy hình thức linh thể chui ra từ trong gương. Nhưng đối với người sử dụng mà nói, quả thật cực kỳ nguy hiểm, sẽ không hề bảo hộ hiện ra ở dưới cái nhìn của ánh mắt thần bí không biết nào đó, từ đó bị phụ thể, bị thao túng, bị nguyền rủa, bị ô nhiễm. Lên tự đáy lòng cảm thán một tiếng. Anh cũng không lo lắng tiểu thư chính nghĩa sẽ lạm dụng bói toán ma kính, bởi vì cô ta có đối tượng tốt nhất an toàn nhất để hỏi, không cần cầu bên ngoài cũng chính là bản thân mình đây glenn thu hồi ngón tay ngồi ở trên cùng bàn dài đồng xanh yên tĩnh đợi hai ba mươi giây rất nhanh anh quay trở về thế giới hiện thực không tiếp tục dừng lại nhiều dù sao anh thân ở trên tàu tương lai thân ở trong ánh mắt trong sáng ngoài tối đưa đến rời khỏi nhà vệ sinh thu hồi còi đồng a -cốt cùng hạt giấy uyôn xétin glenn nhìn bóng tối ở bên ngoài do vần trăng đỏ bị tầng mây che lấp lẳng lặng suy nghĩ một hồi anh đội mũ dạ tơ lụa kéo ra cửa phòng, đi ra hành lang. Đi về phía trước vài bước, Glenn cố ý thả chậm bước chân, dùng khóe mắt nhìn về một căn phòng phía tay trái. Theo anh phán đoán, ánh mắt thần bí ban ngày lẳng lặng nhìn chăm chú vào bông tàu lẳng lặng nhìn chăm chú vào mình ngay ở trong căn phòng này. Glenn càng đi càng chậm, gần như đứng ở trước cánh cửa kia. Anh không có che giấu vương tay trái, đưa về tay nắm, trong đầu tự nhiên hiện ra bộ phận cảnh tượng bên trong, phía sau cửa cách đó không xa là một cái treo nón, mặt trên không có cái gì, ánh sao mỏng manh chiếu lên trên sàn trơn bóng, yên tĩnh, an bình, khuyết thiếu khí tức nhân loại. Cửa sổ không biết khi nào đã bị mở ra, gió biển bên ngoài thổi vào, nhấc lên vải mành không tính quá dày. Không có người. Lên vốn chỉ là thử, lúc này rút tay trái về, đi hướng thang lầu, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Đi đến bông tàu, gió đêm lạnh lùng thổi, lên bề ngoài lạnh lùng tư thái nhàn nhã chậm rãi đi ở phụ cận mép thuyền tựa như mục đích chủ yếu chính là tản bộ đột nhiên anh nhìn thấy phía trước ngồi một nam nhân nam nhân mặc quần yếm áo sơ mi trắng frankly lên không có dừng lại từng bước một đi qua nam nhân nọ có phát hiện hơi xoay người một chút quay đầu nhìn về phía người đến gần người này đúng là chuyên gia độc tố frankly nhưng trên mặt hắn đã không hề có nụ cười bên miệng là một mảng màu đỏ. Lên nhướng mày, không có mở miệng. Frankly đột nhiên nâng hai tay lên, hai bên mỗi tay giữ một con cá vẫy bạc không có dãy dụa. Hắn chán nản nói. Thất bại rồi. Chu kỳ sinh tồn của chúng ngắn hơn rất nhiều so với tôi dự đoán, căn bản không có cách nào sinh sôi nảy nở, chẳng sợ trồng vào trong đất cũng giống như vậy. Nói xong, hắn giơ lên cá vẫy bạc bên tay phải, hung hăng hút một ngụm. Đây là chuyện tốt nếu không mình thật lo lắng sẽ làm ra tai nạn sinh thái gì đó cho nên cậu mượn rượu không mượn cá tiêu sầu glenn âm thầm nhẹ nhàng thở ra glenn không có cách nào vi phạm ý nguyện bản thân đi an ủi frankly cũng không thể không biết xấu hổ mà đi nói thẳng cá rượu vang đỏ không thể sinh sôi nảy nở là chuyện tốt chỉ có thể làm bộ như cái này chỉ là một vấn đề bé nhỏ không đáng kể không có đáp lại gì anh đi ra hai bước vòng tới mép thuyền nhìn ra mặt biển sóng đào cao thấp ở xa xa. Lúc này, tầng mây trời cao trở nên nhạt loãng đi một ít, hào quang vần trăng đỏ rực làm cho bóng đêm tâm tối sáng lên một chút. Ở trong hoàn cảnh như vậy, lên thấy rõ ràng cảnh tượng cách đó không xa, nơi đó mây đen trùng điệp, ép tới rất thấp, có thể phát hiện cơn lốc tồn tại thực chất đang càng quét qua lại, bao phủ hải vực rộng lớn không biết đến bao nhiêu. Từng đạo ti chớp trắng bạc chiếu rọi xuống, mưa lớn dày đặc theo gió bay múa, xây dựng ra một bộ cảnh tượng như tận thế tiến đến tai nạn khủng bố như thế cách tàu tương lai khả năng cũng chỉ mấy hải lý thậm chí càng gần hơn nhưng bên này lại hầu như không chịu ảnh hưởng gì chỉ có gió lớn một chút đây là ý nghĩa của tuyến đường an toàn di chuyển ở giữa gió bão nếu không có hàng hải trưởng đủ tư cách có lẽ chỉ là di chuyển bình thường cũng sẽ cuốn vào tai nạn lên nghiêng đầu nhìn về phía trước con thuyền chỉ thấy nơi đó hào quang ảm đạm sương mù tràn ngập tầm nhìn cực kỳ thấp chỉ dựa vào mắt thường rất khó nhận ra khu vực nguy hiểm cùng không nguy hiểm tình huống cùng loại ở phía tây đảo olavi còn chưa quá rõ ràng đến bên này đến tuyến đường an toàn bí ẩn đã là bình thường glenn đang muốn thu hồi tầm mắt đột nhiên thấy ở rì gió bảo tựa như cất giấu một quái vật lớn đen đúa Hải quái anh bỗng nhiên nhớ tới lời đồn trên biển nghe được ở trong các quán bar sau khi rời xa tuyến đường an toàn rất dễ gặp đủ loại quái vật, bộ phận trong đó thể tích khổng lồ, có tính công kích rất mạnh, một khi trồi lên mặt biển, sẽ một ngụm nuốt cả con thuyền. Tàu tương lai cũng không có đình chỉ đi tới, không bao lâu đã kéo gần khoảng cách cùng quái vật lớn âm trầm đen đúa kia. Lên rốt cuộc thấy rõ bộ dáng đối phương, phát hiện nó không phải hải quái, mà là một chiếc thuyền buồm còn lớn hơn so với tàu tương lai. Thuyền buồm này chiều dài tiếp cận 200 thước, trước sau cao cao nhất lên, chỉnh thể giống như một vần trăng rằm. Tầng ngoài nó là trang trí màu đen, sườn thuyền hỏa pháo chằng chịt chia làm ba hàng, cao thấp có thứ tự, bộ phận bông tàu nhô ra, trừ ra cột buồn, cũng cao ngất khổng lồ, ít nhất tương đương với căn nhà 5 tầng. Một điểm cổ quái nhất của chiếc thuyền này là chỉ có một tấm buồn, ở trên miêu tả một khối mộ bia màu đen. Tàu báo tử Tiếng nói nặng nề vang lên ở bên tai Clint, Franly không biết khi nào đã vứt bỏ con cá vẫy bạc lấy rượu vang đỏ làm máu kia, đi tới bên cạnh anh. Vị tài công chính tiền thưởng 7.000 bản này khuôn mặt bình tĩnh, cơ thịt cả người căng thẳng, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ vì biến hóa nhỏ của chiếc thuyền buồn thật lớn kia mà phát động công kích. Tàu báo tử Lên đầu tiên là ngẩn ra, chợt nhớ lại cái tên này đại biểu cho cái gì. Nó là một trong những chiếc thuyền nổi danh nhất truyền kỳ nhất trên năm biển. Nó là kỳ hạm của bất tử chi vương Agarito. Lại có thể gặp gỡ một trong tứ vương. Lên âm thầm liếu lưỡi, khó có thể ngăn chặn chuyển vào trạng thái đề phòng cao độ. Bất quá, anh mặt ngoài lại vẫn duy trì lạnh nhạt cùng bình tĩnh, vẫn nhìn ra tàu báo tử xa xa. Nghĩ đến phó thứ hai, bất tử chi vương, kẻ đồ sát Jinxi Acer tiền thưởng 9.500 bản gần đây xuất hiện ở Nats, hơn nữa cảnh cáo mình, lên chợt thoải mái, không hề nghi hoặc vì sao sẽ ở trên đường đi cách quần đảo Ga Gác không xa gặp tàu báo tử. Sau khi bỏ qua vấn đề này, anh lại liên tưởng tới càng nhiều lời đồn, mà bên trong lời đồn này có bộ phận có thể xác định là miêu tả chân thật. Bất tử chi vương Tagarito là một nam nhân trung niên tái nhật đến tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ hư thối. Tiền thưởng của hắn ở các quốc gia cao tới 100.000 bảng. Từng là kẻ địch của hắn, vô luận hải tặc, nhà mạo hiểm, hay là hạm đội hải quân nào đều đã tiêu vong, chỉ có ba vị đều là tứ vương khác vẫn còn sống. Hắn chưa bao giờ xung đột ngay mặt cùng bán thần quân đội, có vẻ cực kỳ khắc chế ở phương diện này. Hầu như không ai biết danh sách cụ thể của hắn, không ai hiểu biết năng lực phi phàm của hắn. Hắn trời sinh tính tàn nhẫn, ham mê giết chóc, bất cứ lúc nào khả năng sẽ khởi xướng công kích đối với bất luận kẻ nào tàu thuyền nào. Hắn thích tìm cớ xé bỏ hứa hẹn ở ngoài danh hiệu bất tử chi vương này còn được rộng rãi gọi là kẻ không đáng tin hoàn hảo mình hiện tại ngồi là tàu tương lai bất tử chi vương hẳn sẽ bán tinh chi thượng tướng vài phần mặt mũi dù sao cô gái ẩn giả cũng là một trong bảy đại tướng quân hải tặc không tứ vương cùng nhóm tướng quân hải tặc trừ bỏ ở trên đại hội ngũ hải chi vương triệu tập hải tặc có thể ở chung hòa bình dưới trạng thái bình thường là có hợp tác cũng có đối kháng hơn nửa vế sau chiếm đa số mấy tháng trước, huyết chi thượng tướng cùng hoàng hôn trung tướng đã đại chiến quá một hồi. Hơn nữa phong cách của bất tử chi vương, sự việc vị tất chỉ là gặp ở trên đường đi. Glenn vừa hiện lên suy nghĩ như vậy trong đầu, đã nghe thấy được một hồi tiếng kèn trầm thấp. Ô! Các thủy thủ nghỉ ngơi trong khoang thuyền nháy mắt tỉnh lại, không quản mặc áo, hoặc thẳng đến họng pháo khác nhau, hoặc đi lên trên bông tàu, làm chuẩn bị tiếp mạng thuyền, tàu tương lai chợt từ trạng thái bình thản chuyển vào trạng thái chiến đấu glen quay đầu lại nhìn về phía trên chỉ thấy cửa sổ phòng thuyền trưởng đã mở ra tinh chi thượng tướng capella thân trường bào màu đen không thay đổi đứng ở nơi đó ngóng nhìn về phía tàu báo tử cô ta chưa mang vào mắt kính rất nặng kia đôi mắt tối đen nhiễm một chút tím sậm sâu thẳm mà thần bí quả nhiên cô ta cũng lo lắng bất tử chi vương đột nhiên phát động tập kích glen thu hồi tầm mắt một lần nữa nhìn về phía tàu báo tử đầu đuôi nhếch lên kia. Lúc này, hai chiếc thuyền đã ở trạng thái gặp thoáng qua, hải tặc đối diện mơ hồ có thể thấy được. Những tên này cũng nhìn sang bên đây, hoặc yên tĩnh giống như pho tượng, tựa như không có một chút cảm xúc dao động, hoặc vung bội đao, thổi họng súng, hết khả năng khiêu khích. Giờ khắc này, chỉ cần một que diêm là có thể điểm hỏa căng thẳng để cho chiến đấu bùng nổ. Cuối cùng, tàu báo tử không có động tác gì, vẫn yên tĩnh dừng ở tại chỗ, nhìn tiễn tàu tương lai lướt qua, dần dần đi xa. Hô! Frankly ở bên cạnh Glenn không có che giấu thở hắt ra. Hắn một lần nữa lộ ra nụ cười, nói với Glenn. Ha ha, suy đoán về thực lực, bất tử chi vương, vẫn có rất nhiều lời đồn, có người nói, hắn quả thật là bán thần, có người nói, hắn chỉ có danh sách năm. Mượn dùng tàu báo tử này mới đạt tới tầng cấp danh sách 4 Nhưng mặc kệ thế nào hắn cũng đã sống đủ lâu, a à. Anh nói, mang hắn tạp giao cùng một chỗ với cá của tôi, có thể tăng lên chu kỳ sinh tồn của chúng hay không? Frank đột nhiên có linh cảm. Đầu tiên, nếu cậu có thể bắt được bất tử chi vương, hoặc là làm cho hắn sinh ra hứng thú đối với cá của cậu. Lên lẩm bẩm hai câu, bình tĩnh nói. Anh có thể tìm hắn thương lượng chuyện này. Frank ngẩn ra một chút, chán nản thở dài nói. Hắn sẽ không đáp ứng, hắn sẽ trực tiếp trồng tôi vào trong đất. Hắn vừa dứt lời, tàu báo tử đã cùng tàu tương lai cách ra một khoảng cách đột nhiên chuyển động buồn. Một trận tiếng cười bén nhọn, tràn ngập ác ý cách vài trăm mét truyền đến, bao phủ toàn bộ tàu tương lai. Ha ha ha. Ha ha ha. Tiếng cười nọ không ngừng quanh quẩn, khi thì khàn khàn, khi thì hỗn độn, khi thì giống như lời vô nghĩa, khi thì giống đang ca sướng đám thủy thủ trên bông tàu từng người một ngã xuống đất, mạnh mẽ bịt kín lỗ tai, lại vẫn đau đớn vặn vẹo dãy dụa. Bộ phận phi phàm giả bên ngoài thân bắt đầu mọc ra một mảng vẫy cá. Klen cũng bị ảnh hưởng, chỉ cảm thấy trong đầu chợt nhồi vào đủ loại ý niệm, có tốt, có xấu, có ánh sáng, có âm u. Chúng nó cực kỳ tạp nham, cùng tiếng cười không ngừng biến hóa kết hợp lại, sinh ra cảm giác bành trướng nhu muốn làm đầu nổ tung ra. Klen khuôn mặt vặn vẹo rất nhỏ, từng cái răng thịt không quá rõ ràng ở rục rịch dưới da. Nếu không phải kiến thức qua lời vô nghĩa của chân thực tạo vật chủ cùng kêu cứu của ngài, ghét, nếu không phải mỗi lần xuyên qua sương mù xám, đều chịu đủ tàn phá cùng loại, đã có kháng tính nhất định, lên lúc này khẳng định đã giống như chuyên gia độc tố Frankly bên cạnh, ông đầu ngồi xuống. Vẻ mặt giữ tận đối kháng đau đớn mà tiếng cười đáng sợ kia mang đến. lên chú ý tới, trên mặt Frank có mọc ra một chút lông ngắn màu nâu cả người giống như đang biến hóa về phía gấu lớn đúng lúc này trên vách khoang thuyền trên bông tàu trên cột bùn tàu tương lai phù hiệu tượng trưng cùng dấu hiệu ma pháp tầng thứ rõ ràng sáng lên giống như những ngôi sao lấp lánh chi chít trong đêm không trăng tạo thành một hải dương tiếng cười hoặc bén nhọn hoặc khàn khàn khủng bố cũng không có bởi vậy mà yếu bớt nhưng tựa như kéo ra khoảng cách với mọi người một chút từ nơi càng thêm xa xôi truyền đến có vẻ trống trải hư ảo lên đầu phòng lên nhất thời giảm bớt không ít rốt cuộc có lực ngẩng đầu nhìn về phía trước. Mặt sau cửa sổ rộng mở của phòng thuyền trưởng, khuôn mặt tinh chi thượng tướng thêm từng dấu vết đen đúa, chúng nó tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra, bất cứ lúc nào cũng sẽ mọc ra sự vật ghê tởm. Lúc này, Capella hai tay đang đặt ở trên cửa sổ, quanh thân có chút ánh sáng lượn lờ, giống như nhất nhất đối ứng với hải dương lấp lánh của tàu tương lai. Ô! Cùng phong trống rỗng dựng lên, bùng tự điều chỉnh, tàu tương lai ở dưới tình huống mất đi thủy thủ thao túng tốc độ không giảm mà tăng nhanh rời xa tàu báo tử lên nhìn chăm chú vào phòng trên bông tàu ba ngày có ánh mắt thần bí phát hiện nơi đó cửa sổ bị cuồng phong thổi rung động không chút dị thường ô bên trong cuồng phong ánh sao buông xuống kết thành một mảng băng di động nâng tàu tương lai cấp tốc bay đi Trước cuộc bóng dáng tàu báo tử biến mất ở phía sau tiếng cười đáng sợ có thể làm cho người ta mất khống chế hoặc điên cuồng càng ngày càng hư ảo, càng ngày càng xa xôi. Frank buông hai tay, mở mồm thở dốc, miễn cưỡng hoảng lại, thủy thủ ở trên bông tàu vẫn quay cùng dãy dụa, cực kỳ đau đớn, nhưng tình huống không hề chuyển biến xấu. Năng lực này của bất tử chi vương thật sự lợi hại, quả thực không thể phòng ngự. Khó trách hắn là một trong tứ vương. Lên hơi nhíu mày, cảm khái một tiếng. Tuy anh trải qua phong phú, kiến thức không ít, nhưng cái này xem như lần đầu tiên bị bán thần công kích trực tiếp trên ý nghĩa chân chính, phát hiện cho dù Agarito xếp ở cuối của tứ vương, cũng làm cho mình cảm giác yếu ớt, tựa như không một chút khả năng phản kháng. Lấy phong cách của Agarito, hắn sẽ để cho tàu báo tử đuổi theo hay không? Tuy hắn đại khái vẫn phải đợi kẻ đồ sát Jinxi -si Acer trở về, nhưng không bài trừ loại khả năng này. Nếu hắn đuổi theo, mình sẽ cầu nguyện về phía chính mình, dùng quyền trượng hải thần cho hắn một cái lốc xoáy một hồi bảo táp một lần tia chớp. Lên sau khi hạ quyết tâm, lại lần nữa nhìn về phía tinh chi thượng tướng Capella. Vị tướng quân hải tặc này sắc mặt đã trở nên cực kỳ tái nhợt, nhưng đã không hề còn dấu vết đen đúa, ánh sao lượng lờ ở quanh thân cô ta đã thông thả tắt đi từng chút một. Ánh sao quanh thân hoàn toàn biến mất, Capella cúi thấp đầu, nói với Frank Lee vừa mới hoãn lại. Để bọn họ bình tĩnh trở lại. Cái này là chỉ đám thủy thủ vẫn đang đau đớn dãy dụa. Vừa dứt lời, Capella lùi thân thể về phía sau, cửa sổ theo đó khép lại. Trong nháy mắt này, Glenn mơ hồ thấy từng sợi dây màu xanh lục từ dưới sinh trưởng hướng lên trên, mang tinh chi thượng tướng, tầng tầng bao vây lại. Bởi vì không có cảm giác nguy hiểm cùng tà dị, trực giác của anh cho rằng đây là phương pháp thần bí học của cô gái ẩn giả trị liệu thương thế khôi phục tinh lực. Năng lực con đường phi phàm của cô ta hoặc là vật phẩm thần kỳ mà cô ta có được. Cô ta thoải mái bắt đầu trị liệu như vậy, cùng để cho Frank xử lý hỗn loạn trên thuyền, là tuyệt không lo lắng, tàu báo tử đuổi theo. Tàu tương lai cuối cùng bay ra, đến cùng là bay bao xa. Lên không hề ngẩn cổ, quay đầu nhìn về phía Frank Lee bên cạnh. Vị tài công chính là chuyên gia độc tố, vừa là y sư lợi hại này, đã lấy ra từ trong túi quần yếm một cái ống mềm quấn quanh cùng một chỗ, một đầu của nó kết nối với bình thủy tinh loại nhỏ một đầu được gắn kim tiêm dài nhỏ bén nhọn thuốc an thần dạng tim do tôi điều phối frankly vẫn còn nghĩ mà sợ có chút miễn cưỡng cười nói mình mua qua vật phẩm cùng loại đều đưa cho xác sống madrid lên nhìn quanh một vòng rồi nói cái này chỉ sợ không đủ không không phải dùng cho bọn họ tôi tìm sự trợ giúp trước bọn họ có trợ giúp của rượu mang hiệu quả trấn tĩnh ha ha bọn họ một khi uống rượu luôn rất quấy, cho nên tôi đã tăng thêm nguyên tố cần thiết trong đa số các thùng rượu. Frank thuận miệng giải thích. Một lời không hợp là hạ thuốc. Lên khóe miệng suýt nửa co rúm. Giờ khắc này, anh rốt cuộc khắc sâu cảm nhận được danh hiệu chuyên gia độc tố này là danh xứng với thực. Chỉ bởi vì đám hải đạo uống rượu rất quấy, Frank đã phụ gia đại bộ phận đồ uống có cùng thuốc loại hình an thần, hơn nữa không hề có cảm giác ấy nấy, tuyệt không chột dạ, tựa như chỉ là làm một chuyện thực bình thường mà thôi. Người này ở phương diện nào đó là người tốt nhiệt tình thẳng thắn, ở một số phương diện khác còn làm cho người ta sợ hãi hơn so với ác ma, bởi vì hắn căn bản không biết những gì mình làm là ác. Đại địa mẫu thần giáo hội đến cùng là làm thế nào mà dưỡng ra loại khoa học gia điên cùng này. Lên khống chế vẻ mặt, đi theo Frankly một đoạn, tìm được thủy thủ trưởng Nina ở trong bóng tối của vách khoang thuyền vị hải tặc dáng người khoa trương này nằm úp sấp ở nơi đó đau đớn vặn vẹo hai tay cô ta không ngừng cào ở trên bông tàu cào ra thanh âm làm cho người ta ê răng chói tai cào ra từng đạo dấu vết nhiễm máu tươi sáng cận nhìn thấy hình ảnh như vậy Glenn đã cảm giác ngón tay rất đau hơ mân giúp một chút giúp tôi đè cô ta lại để cho cô ta không dễ dụ. frank giơ lên kim tim cùng ống mềm trong tay Glenn không cự tuyệt nhưng không nói chuyện bình tĩnh ngồi xổm bên cạnh đưa tay hai vai Nina ấn xuống. Anh vừa chạm vào đối phương, đã cảm giác tay bị trượt, khó có thể bắt lấy, tựa như mục tiêu không phải là một cô gái, mà là một con cá mọc đầy vẫy trắng miệng. Lên nháy mắt điều chỉnh lại, mượn dùng năng lực, tên hệ, khống chế tinh chuẩn, giữ ổn bả vai Nina. Nhưng mà, khi đối phương dãy dụa lực lượng lớn vô cùng, hơn lên không ít, rất nhanh khiến cho ngón tay anh đau nhức như nhũng ra, khó có thể duy trì không hổ là danh sách bảy đường tắt, thủy thủ, mà mình không phải phi phàm giả am hiểu lực lượng. Nếu không được, lúc này mở ra, đói khát ngọ ngoại, chuyển đổi sang linh hồn, cương thiết, mai viết, sử dụng lực lượng, sát sống, là thích hợp thỏa đáng nhất. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, tôi lên thấy Frank đi lại đây, trực tiếp ngồi sổn xuống, mang hai đầu gối đặt ở trên lưng Nina. Cơ thịt của anh ta gồ lên, nhanh chóng ngăn lại Nina giải dụa phi phạm giả đường tắt người trồng trọc lực lượng cũng không nhỏ bất quá ngài frankly dùng loại phương pháp thô lỗ này đối đãi với cô gái anh chỉ sợ rất khó có bạn gái đương nhiên anh khẳng định cũng không quá để ý anh hoàn toàn có thể cho đứa nhỏ của mình mọc ra từ trong đất glenn lẩm bẩm hai câu nhìn frankly mang kim tiêm cắm vào mu bàn tay nina theo bình nhỏ thuốc an thần nọ đẩy vào nina không hề thử giãy dụa nữa glenn buông hai tay đứng lên qua vài giây, Nina vừa sửa sang lại tóc, vừa xoay người đứng lên, oán giận nói với Frank Lee bên cạnh. Anh vì sao luôn thô lỗ giống như gấu vậy? Không thể đổi phương thức sao? Khi nói chuyện, cô ta cử động hai tay, không che giấu vẻ đau đớn trên mặt. Khác với lúc lặn xuống biển trước đó, hiện tại cô mặc áo sơ mi vải đầy cùng áo khoác màu nâu, xem qua không khác nhau quá lớn với hải tặc bình thường. Frank không để ý Nina oán giận, nghi hoặc hỏi ngược lại tôi thô lỗ nơi nào. Tốt rồi, chúng ta không cần tranh cãi vấn đề này, trước trợ giúp bọn họ. Cô đi mang thùng rượu ra đây, chúng ta phối hợp chút rượu cho bọn họ. Hơ mân, anh không ngại tham dự chuyện này chứ. Lên nhìn đám thủy thủ ngã ở trên bông tàu, cân nhắc hai giây, mở miệng hỏi. Mục đích là để cho bọn họ bình tĩnh trở lại. Đúng. Frankly trùng trùng gật đầu. Tôi có thể trực tiếp đánh ngất bọn họ hay không? Glenn bình thản hỏi. Đây hiệu quả không khác gì mấy so với rượu trấn tĩnh, hơn nữa hiệu suất càng cao hơn. Anh ở trong lòng bồi thêm một câu. Nina ngạc nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía Herman Saro, nhất thời lại nói không ra lời. Frankly ngẫm nghĩ rồi nói. Có thể. Tốt. Glenn đi tới một cây trường đao đã nhìn trúng, nhặt nó lên, dùng sống đao gõ vào đầu chủ nhân nó. Phành. Anh khống chế tinh chuẩn, hải tặc đang đau đớn quay cùng kia bình tĩnh xuống mất đi tri giác nina vẽ mặt hơi dại ra nhìn một giây sau đó mới khôi phục bình thường cô lập tức băng qua bên cạnh glen thả chậm bước chân đè thấp giọng cười nói tôi có nghe qua lời đồn của anh nhưng không nghĩ tới anh càng thêm khoa trương so với lời đồn dưới tình huống bình thường hẳn là tương phản ừm ý nghĩ của anh cực kỳ cực kỳ kỳ lạ hoàn toàn khác với chúng tôi thực tiếp cận với frank cái này có lẽ là nguyên nhân hắn trong khoảng thời gian ngắn thực xem anh là bạn bè. Không, đồ điên cùng đồ điên cũng là khác nhau, Herman Sparrow còn chưa tới trình độ như Frank. Glenn bình tĩnh cân nhắc, ở trong lòng đưa ra câu trả lời. Anh không để ý tới Nina, cầm theo thanh trường đao kia, đi lại ở trên bông tàu, đánh hôn mê một đám thủy thủ, chờ bọn hắn tỉnh lại tự nhiên. Frank vốn định bắt chước anh, nhưng bị Nina hỏi một câu, anh có nắm chắc chỉ đánh ngất mà không đánh chết bọn họ không, liền bỏ qua xúc động, tiến vào khoang thuyền, bàn ra thùng rượu, dựa theo kế hoạch sớm đã định ra mà làm việc. Phành. Phành 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 Lên một đường gõ đến phía trước bông tàu, lúc này, một ông lão chừng 50 tuổi đội mũ mềm đỉnh nhọn đã bước đầu dịu đi. Ông ta nhìn thấy nhà mạo hiểm điên cuồng vẻ mặt lạnh lùng đi lại đây, vội vàng thử đứng lên, cùng thốt ra. Không, Tôi không cần. Tôi đã ổn rồi, ổn rồi. Không cần giải thích, sự thật rất rõ ràng. Lên nhịn ý cười, chuẩn bị chuyển hướng đầu thuyền. Đúng lúc này, ông lão kia tự giới thiệu một câu. Tôi là hàng hải trưởng tàu tương lai, ô tô lốt. Hàng hải trưởng. Lên nghiêng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện bên cạnh ô tô lốt rất không ít sách, chúng nó hoặc mở ra, hoặc lộn ngược, hoặc dựa nghiêng, hoặc trải rộng. Ha ha, Tôi từ phía trên ngã xuống, mang theo chúng, vừa rồi chúng tựa như cũng phát điên, ô tô lốp giải thích. Lên tầm mắt dời về phía mắt của ông ta, phát hiện trong con ngươi lam nhạc có vài màu sắc phần biển sâu. Không phải ánh mắt ban ngày nhìn chăm chú mình trên bông tàu. Nhưng loại cảm giác này có chút tương tự với tinh chi thượng tướng. Cùng con đường. Lên thu hồi lực chú ý, thấy Nina cùng Frankly đã làm cho thủy thủ còn lại toàn bộ bình tĩnh trở lại. Anh đang muốn quan sát tàu báo tử có đuổi theo hay không ô tô lốp đột nhiên hô cẩn thận rầm một đợt sóng to vỗ lại vô ở đầu thuyền vỗ tàu tương lai kịch liệt lay động nếu không có năng lực cân bằng của tên hề lên lúc này đã ngã sấp xuống giống như răng mà bọc nước do sóng to kia bắn lên rơi xuống như mưa xối lên mũ dạ tơ lụa cùng vét đuôi tôm của anh nơi này hẳn là có bàn ủi chứ nhà mạo hiểm điên cuồng giặt quần áo hẳn không vi phạm hình tượng không giặt mới kỳ quái. Mình nên mặc quần áo phong cách dân bản xứ quần đảo rốt. Trong nháy mắt này, lên đau lòng hiện lên một loạt ý niệm. Anh thấy phía trước mưa to như trúc, sóng to liên tiếp, giống như gom thành ngọn núi, anh cảm nhận được cuồng phong càng quét, nghe được tiếng sấm đổ vang. Cái này, cái này là đi vào mép tuyến đường an toàn rồi. Vừa rồi bay tuy đã bỏ lại tàu báo tử, nhưng đã làm cho con thuyền lệch khỏi quỹ đạo tuyến đường an toàn, lên nhìn ô tô lốp, Nina, Frank cùng vô huyết giả hít đôi không biết đi ra từ nơi nào gọi thủy thủ tỉnh lại, mỗi người đều có vị trí riêng, khẩn trương mà bận rộn thao túng khởi tàu tương lai. Ở dưới bọn họ cố gắng, tàu tương lai đúng lúc cải biến phương hướng, xuyên qua sóng to trùng trùng, tránh thoát từng đạo xét đánh, về lại tuyến đường an toàn. Đợi cho tất cả trở nên bình tĩnh, lên mới buông ra phù chú lĩnh vực hải thần nắm trong tay, lặng yên thở hắt ra. Quay đầu thấy tàu báo tử còn không có dấu hiệu đuổi theo gì, anh mới chân chính dịu xuống, cảm thấy đêm nay thật sự là tuyệt không bình tĩnh. Nhìn chung quanh một vòng, thấy các hải tặc hoặc vuốt đầu, không ngừng hít không khí, hoặc vẻ mặt mỏi mệt, muốn ngã xuống, lên có chút chột dạ rời khỏi bông tàu, đi về khoang thuyền, đồng thời trong lòng không tiếng động cảm thán Mới rời khỏi quần đảo Ga Gác không bao lâu, còn thiếu chút toàn thuyền bị giết, con đường tìm kiếm mỹ nhân ngư này xem ra sẽ không thoải mái đây dọc theo thang lầu lên tầng trên lên ở khi đi ngang qua phòng thuyền trưởng thả chậm bước chân quan sát một chút phát hiện kẻ hở nhét đầy lá cây màu xanh lục hoàn toàn ngăn cách trong ngoài anh dời tầm mắt quay về phòng của mình suy xét có nên cầu nguyện về phía ngu giả sau đó đi phía trên sương mù xám lấy phương thức đáp lại nắm trong tay hải vực phụ cận tìm kiếm tung tích tàu báo tử để cho bất tử chi vương agarito thích đột nhiên mà khó hiểu tập kích người khác hưởng thụ đãi ngộ tương tự hay không không, nơi này có ánh mắt, nhìn chăm chú, mình tận lực không làm thao tác cùng loại, hơn nữa như vậy cũng chỉ có thể cho bất tử chi vương một cái giáo huấn, không có cách nào làm hắn bị thương nặng, không đáng để mình mạo hiểm. Không thể bị phẫn nộ che mờ lý trí. Chờ tấn thăng thành công trở về rồi nói sau. Lên cuối cùng ngăn chặn bản thân bốc đồng. Bắt lừng, bên ngoài trạm xe lửa hơi nước. Phớt đội cái mũ trên đỉnh mạng đen mỏng rũ xuống, có đóa hoa màu lam trang trí, đứng ở cửa vào tàu điện ngầm, đợi thầy Dorian Gray đến. Trên đường mưa dầm dày đặc, gió lạnh thổi ra làm cho vị tiểu thư tác gia này có chút run rẩy, cảm thấy mình đã xem nhẹ mùa xuân bát lừng. Cũng không biết Hugh là làm thế nào mà một năm bốn mùa đều bận rộn ở bên ngoài, ai, cô ta nói trước khi phụ thân cô ta qua đời. Cô ta ở nhà là giường cũng không muốn dậy, trừ bỏ đi nhà vệ sinh, ăn uống đều có người hầu đưa đến bên cạnh, hiện tại thế mà có thể mỗi ngày ra ngoài từ rất sớm, ban đêm mới về nhà, vô luận mưa to, hay là sương mù. Đều không thay đổi, hoàn thành từng ủy thác một, bắt từng tội phạm truy nã một. Nghĩ đến đây, Phất nhịn không được có chút bội phục hiu. Đến tuần trước, vị tiểu thư quan trị an này không chỉ đã thanh toán xong tiền nợ, thậm chí còn kiếm thêm 200 bản. Không thể không nói, quan trị an là chức nghiệp vi phạm thích hợp làm thợ săn tiền thưởng nhất, đương nhiên, phạm vi lựa chọn chỉ giới hạn ở danh sách trung thấp. Phất suy nghĩ vừa muốn phát tán không bờ bến, ánh mắt nhìn ra bên ngoài đột nhiên thấy bóng dáng quen thuộc. Đó là một quý ngài dáng người trung đẳng, mặt vết màu đen lưu hành nhất ở Ruen, đội mũ dạ tơ lụa, bả vai rộng lớn hiếm thấy, gần như khoa trương. Đây đúng là thầy Phất, một trong những thành viên còn không nhiều lắm của gia tộc Abraham, Dorian Gray Abraham. Phất trong lòng vui vẻ, lúc này đưa lên ô che, đi qua đón. Trên con đường người đi đường đông đúc, cô còn chưa chân chính đi qua, chỉ nhìn thấy ánh mắt của Dorian, đã thấy thầy nhấc lên tay phải, nắm thành nắm tay, để ở chỗ cúc áo đầu tiên của áo vét màu đen. Đây là, có nguy hiểm. Phớt vẻ mặt không thay đổi dời tầm mắt, khóe miệng mỉm cười đưa ánh mắt hướng về phía một quý ngài trẻ tuổi ở phía sau, sau đó, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì, lướt qua Dorian Gray, đi về phía trước một gia tộc xa xưa ở các phương diện đều có tích lũy người thường khó có thể tưởng tượng dorian gray đã sớm quy định cùng phớt ám hiệu cùng thủ thế ở những tình huống khẩn cấp động tác vừa rồi hàm nghĩa cực kỳ đơn giản chính là rời xa không cần tới gần nam nhân trẻ tuổi phía sau bị một cô gái trưởng thành nhìn như vậy có chút ngẩn ra theo bản năng sửa sang lại quần áo đè mũ anh ta vừa làm xong động tác này phớt đã lướt qua tiếp tục đi tới mưa dầm vẫn liên miên như trước phất kéo một vòng, đi lên một chiếc xe ngựa, thẳng đến lữ điếm mũ ảo thuật ở số 22 đường hốc khu Giao ốt. đây là nơi Dorian Gray đã hẹn trước. Phất trà trộn nhiều năm ở trong giới thần bí học, đã có không ít trải qua bình tĩnh lấy một căn phòng sát đường, đứng ở trước cửa sổ, quan sát những người khách tiến vào lữ điếm. Rốt cuộc, cô nhìn thấy Dorian Gray đi xuống xe ngựa, tiến vào cửa lớn. Phất nhanh chóng xoay người, đi vào chỗ góc thang lầu, ẩn nấp quan sát thầy được người phục vụ đưa vào phòng nào. Chờ đợi một lát, cô lấy mũ xuống, làm cho đầu tóc rối loạn một chút, sau đó đi tới cửa phòng 2016, đưa tay gõ cửa. Kế hoạch của cô rất đơn giản, nếu thầy đáp lại không thành vấn đề, vậy vào phòng trao đổi, nếu không quá bình thường, sẽ giả bộ mình là đi nhầm phòng hoặc là gái đứng đường ý đồ kiếm khách. Kẹt, cửa phòng thông thả mở ra, Dorian nhìn học sinh trước mặt, lại nhìn hai bên hành lang. Sau đó ông ta đưa cánh tay phải, mở năm ngón tay, đặt ở chỗ cúc áo thứ hai trên áo vét. Cái này thể hiện không bị khống chế, dị thường đã qua. Phớt nhẹ nhàng thở ra không tiếng động, né người vào phòng. Thầy, vừa rồi ra vấn đề gì? Cô có chút lo lắng cùng thân thiết hỏi. Dorian đóng cửa phòng lại, cay đắng cười nói. Thấy một người quen. Ông ta thở dài, bồi thêm một câu. Kẻ địch đó từng là học sinh của ông, sau lại đi theo lữ hành gia bô tiếp phản loạn, làm cho thượng tầng gia tộc Abraham gần như toàn diệt. Theo Dorian biết, vị học sinh kia hẳn cũng gia nhập hội cực quan, rất có thể là một trong 22 vị thần sứ. Hắn đã làm cái gì? Hắn rất lợi hại sao? Phớt tò mò hỏi. Dorian lặng lẽ vài giây, thoáng lộ ra một chút. Thầy, Lo Rừng Sờ, La Bulu, đều thuộc cùng một tổ chức, tổ chức này vì chịu phản bội đã gặp đã kích nghiêm trọng người vừa rồi chính là một trong những kẻ phản bội ông ta không đề cập tới gia tộc cũng không đề cập tới mâu thuẫn giữa thành viên huyết mạch cùng học sinh đệ tử để tránh phất đưa vào tình cảm không cần thiết thật sự là đáng giận mà phất nhất thời nhớ tới bà al đối với mình rất tốt cùng ngài lo rừng sờ thân mật hòa ái tốt rồi không nói đến chuyện làm cho người ta không thoải mái này nữa Dorian từ túi áo bên sườn lấy ra một tờ giấy được gấp vài lần, đưa cho Phất nói, phối phương ma dược, nhà chim tinh, con tiêu hóa đối với ảo thuật đại sư, đối với học đồ đều vượt qua dự đoán của thầy, đây là bất ngờ lớn nhất của thầy trong 10 năm gần đây. Con chuyên môn đi đoàn siết thú. Phất không có dấu giếm, thậm chí cảm thấy đây là chuyện có thể khoe ra. Khi nói chuyện, cô mở ra tờ giấy, tính xem phối phương ma dược, nhà chim tinh. Ngay ở lúc này, Dorian gật đầu nói: Thực có lỗi, bởi vì tổn thất trước đó, chỗ của thầy tạm thời không có tài liệu chủ ma dược, nhà chim tinh, con xem như là khảo nghiệm cuối cùng đi. Bất quá, thầy có chuẩn bị cho con một món lễ vật. Ông ta vừa nói vừa từ trong túi áo bên trái lấy ra một quyển bút ký lớn chừng bàn tay, bề ngoài xem qua thực cứng, màu màu xanh lục, có vẻ có chút xa xưa. Bút ký này tổng cộng cấu thành từ ba loại giấy, một loại khô vàng, số lượng rất thưa thớt một loại nâu vàng, như là da dê, ước chừng 10 tờ, một loại chính là giấy trắng phổ thông vô cùng đơn giản, phía trên bìa, có một hàng chữ tiếng phô sắc cổ. Ta đã đến, ta đã thấy, ta ghi lại. Ánh mắt phớt dời từ phối phương ma dược, nhà chim tinh, nhìn về phía bản bút ký này, nhận ra nó chính là di vật của ông lão lo rần sờ kia, chính là vật phẩm mà mình đặc biệt đưa đến cảng Puliter cho thầy. Dorian cười cười nói thầy nghĩ con hẳn sẽ không xa lạ đối với nó. Sau khi Phớt liên tiếp gật đầu, ông ta thở dài ra tiếng nói. Đây là một vật phẩm thần kỳ tương đương cường lực, ở trong những vật mà thầy từng thấy qua, có thể xếp ở năm hạng đầu, cái này không phải nói nó lợi hại hơn so với những cái ở sau, mà là hiệu quả xấu của nó rất dễ hóa giải, hai phương diện tổng hợp lại, có vẻ cực kỳ có giá trị. Nó gọi là gì? Hiệu quả xấu là gì? rất khó có thể ngăn chặn có chút kích động cùng hưng phấn. Dorian vuốt ve bìa bút ký nói: Nó gọi là Bút ký Lữ hành Lemano, bất quá, chúng ta càng thích gọi nó là Sách ma pháp Lemano. Sách ma pháp này có thể đồng thời khi con kiến thức năng lực phi phàm nào đó sẽ mang nó ghi chép lại. Cái này sẽ cố định cùng trường kỳ bảo tồn ở trên đó một tờ trong bút ký, con có thể sử dụng nó ở thời điểm nào cần, nhưng mà, con phải nhớ kỹ, sau khi sử dụng một lần trang giấy đối ứng sẽ trở nên trống rỗng, chờ đợi con ghi lại. Nghe qua rất lợi hại. Phớt có loại cảm giác mình đang nằm mơ. Chỉ cần mình nhìn thấy năng lực phi phàm, mình đều có thể ghi lại, sử dụng một lần. Cái này, cái này không phải là một loại người chăn cừu khác sao? Người chăn cừu trong miệng, thái dương. Ừm, giới hạn ở những trận đơn đấu có chuẩn bị. Không biết có thể ghi lại năng lực phi phàm bán thần hay không, nếu có thể, đơn đấu có chuẩn bị, còn muốn lợi hại hơn so với người chăn cừu. Dorian tự hồ nghe được tiếng lòng của cô, giải thích chi tiết. Có thể nói như vậy, nó đối ứng danh sách 6, quan ký lục, đường tắt, học đồ, chúng ta, năng lực phi phàm cao hơn so với danh sách này, không thể khẳng định có thể ghi lại, có xác suất thất bại, cao hơn càng nhiều, khả năng thất bại càng lớn, hơn nửa hiệu quả chỉ có một nửa nguyên bản. Căn cứ kinh nghiệm người sử dụng trước đó, đối mặt năng lực phi phàm danh sách 5, khả năng thành công không thấp, nhưng đến danh sách 4, đến tầng cấp bán thần này, là tương đương khó khăn, trong 10 lần vị tất có thể thành công một lần, mà thầy nghĩ không có vị bán thần nào sẽ triển lãm liên tục cho con, nếu là kẻ địch. Hắn đã giết chết con 10 lần. Con có thấy không? Tờ giấy màu khô vàng này chuyên dùng để ghi lại năng lực phi phàm có thần tính ảnh hưởng, tổng cộng 3 tờ, nói cách khác, cho dù con thật sự may mắn cũng chỉ có thể ghi lại ba loại năng lực phi phàm cấp bán thần cùng đều sử dụng một lần tuy nghe qua có rất nhiều hạn chế làm cho bản bút ký lữ hành này không thể phát huy cường lực nhưng đối với hai loại người mà nói cũng không tồn tại chướng ngại này một là người may mắn hai là cái loại lưng dựa vào một tổ chức lớn thế lực lớn có bán thần hỗ trợ phất trong nháy mắt lại nghĩ tới khẩn cầu về phía ngu giả tiên sinh xin triển lãm năng lực để cho mình ghi lại chợt lại cảm thấy cái này quá mức bán bổ, vội ở trong lòng liên tục xin lỗi. Tiếp theo, cô từ đáy lòng hy vọng cô gái ẩn giả trong hội Taro xem qua là mạnh nhất có thể mau chóng trở thành bán thần. Dorian không phát hiện ý tưởng của Phất xuất hiện lệch khỏi quỹ đạo, tiếp tục nói. Loại giống như da dê này có thể ghi lại năng lực phi phàm danh sách 5 cùng danh sách 6, tổng cộng 10 trang, hiệu quả là hơn phân nửa nguyên bản, chừng 70-80%. đến 80%. Còn lại ghi năng lực phi phàm danh sách 6 trở xuống, tổng cộng 25 trang, hiệu quả tiếp cận nguyên bản, nhưng vẫn hơi kém hơn một ít. Bởi vì sự việc nào đó trước đây, trong sách ma pháp chỉ còn lại có 5 trang có thể dùng, tự con nghiên cứu. Dorian dừng một chút, vẻ mặt nghiêm túc nói. Trước khi đưa cho con, thầy phải trịnh trọng nhắc nhở, nó có tác dụng xấu, sau mỗi một lần sử dụng, nó đều sẽ làm cho con lạc đường, cái loại lạc đường sẽ gặp phải các loại nguy hiểm con phải rút ra máu của mình mang nó bôi lên trên bìa sách mới có thể tiêu trừ loại ảnh hưởng này nhớ kỹ không cần xem thường loại lạc đường này nhất định phải nhanh chóng xử lý vâng thầy phớt nghiêm túc đáp lại Dorian an mang bút ký lữ hành lemano đưa cho phớt đây là lễ vật của thầy thầy thật tốt phớt mím môi thốt ra vị học sinh phản bội của thầy tên là gì bộ dáng ra sao nếu có cơ hội, con muốn báo thù cho thầy cùng mấy người lo rừng sờ. Không, không cần nghĩ đến chuyện này, con yếu hơn nhiều so với hắn, thời điểm hắn phản bội chúng ta, đã là quan ký lục, hiện tại thậm chí khả năng trở thành lữ hành gia. Dorian trịnh trọng nói, bất quá, con quả thật cần phải nhớ kỹ hắn, để tránh né hắn, hắn gọi là Louis Vien, thầy sẽ vẽ lại bộ dáng của hắn. Ừm. Phớt gật gật đầu. Tàu tương lai, trong nhà ăn hải tặc glenn mới vừa đi vào đã thấy tinh chi thượng tướng capella đi ra cô gái này đã không còn tái nhật như tối hôm qua mang cái mắt kính rất nặng kia bình tĩnh nói chuẩn bị sẵn sàng lát nữa là đến hải vực kia rồi nhanh như vậy tối hôm qua chúng ta đến cùng là đã bay bao xa glenn cảm thấy ngạc nhiên tuy herman sparrow không có biểu hiện ra ngoài nhưng tinh chi thượng tướng Capella lại tựa như nhìn ra ngạc nhiên trong lòng anh, đơn giản giải thích một câu. Đó là phi hành có thể làm cho tàu báo tử không cách nào đuổi theo. Đồng thời khi nói chuyện, cô phát hiện Herman Sparrow so với ngày hôm qua đã hoàn toàn thay đổi cách ăn mặc, sơ mi cổ tròn, dắt kép sáng, quần ống rộng phối với mũ lưỡi trai màu sậm, không giống nhà mạo hiểm, càng tiếp cận dân bản xứ bay am thành thẳng khái. Theo Nina nói, đêm qua, quần áo của người này bị sóng to làm ướt người này chỉ có một bộ trang phục thể diện như vậy capella hơi hồi tưởng đã tìm được nguyên do cô đối với cái này cũng không có gì bất ngờ thậm chí cho rằng cái này mới phù hợp với điên cuồng của herman sparrow quần áo thể diện chỉ chuẩn bị một bộ tiền còn lại đều tiêu ở vật phẩm thần kỳ vũ khí phi phàm phù chú linh tính tất cả lấy đề cao thực lực bản thân làm điều kiện tiên quyết khó trách bất tử chi vương sau đó bỏ qua hắn chỉ tùy tay tập kích thuyền qua đường một chút cũng không đủ cừu hận để hắn một đường truy tung từng nhóm tướng quân hải tặc có thâm niên ở trước mặt tứ vương vẫn có hy vọng chạy trốn nhất định cũng sắp đến rồi từng mình vẫn chưa có tiêu hóa hoàn toàn bất quá ngày hôm qua sắm vai nhà mạo hiểm herman sa rô điên cùng tựa như rất thành công nhóm thuyền viên tàu tương lai cho đáp lại cực kỳ tích cực cực kỳ nhiệt liệt qua hai ba ngày nữa hẳn có thể tiêu hóa hoàn toàn mà cho dù vào hải vực nguy hiểm tìm mỹ nhân ngư cũng không phải dễ dàng như vậy kịp lên gật đầu ngăn chặn xúc động hỏi chuẩn bị lướt qua tinh chi thượng tướng đi chỗ bàn dài cố định lấy dùng bữa sáng đúng lúc này anh thấy một hải tặc ôm một con cá lớn màu xanh đang nhảy loạn vọt tiến vào thẳng đến góc ngồi ở vị trí đó là phó thứ hai tàu tương lai hít đo sắc mặt tái nhật đến trong suốt mũi cao đến có chút không phối hợp con cá dài gần một thước kia bị tung đến trước mặt vị vô huyết giả này. Hít đôi vương hai tay, đè cá lớn lại, thân thể gấp khúc từng chút một, đầu từ từ cúi xuống, khuôn mặt dán sát vào vẫy, như đang hôn môi. Bỗng nhiên, con cá kia cứng ngắt, sau đó giống ngọn nến gặp lửa, nhanh chóng hòa tan, trở thành một bãi máu thịt ghê tởm. Máu thịt nọ giống như chất lỏng, vù vào miệng hít đôi, bám ở bên ngoài da của hắn. Trong nhúc nhích làm cho người ta không thể nhìn thẳng, con cá lớn ngay cả xương cốt lẫn máu thịt biến mất toàn bộ, không lưu lại một chút dấu vết nào, mặt hít đôi trở nên cực kỳ sạch sẽ, màu sắc môi chỉ đỏ tươi một chút, giống như một đóa hoa hồng nở rộ. Giáo chủ râu sờ Lên trong đầu chợt xuất hiện tên của danh sách này. Capella đứng ở bên cạnh anh cũng thấy được một màn này, đẩy đẩy mắt kính nói. Mỗi một vị giáo chủ râu sờ đều cần bổ sung đủ máu thịt, như vậy mới có thể phát huy đầy đủ năng lực phi phàm bản thân, đặc biệt là sau khi bị thương ở trong kịch chiến, không dễ dàng mất khống chế. Góc miệng cô hơi nhếch lên, bồi thêm một câu. Chỉ có đám đồ điên hội cực quan càng có khuynh hướng máu thịt nhân loại, thật ra có thể dùng cái khác thay thế. Xem ra vị vô huyết giả tiền thưởng 7.600 bản này quả thật thật may mắn, nhưng ngoài ý muốn nháy mắt đạt tới danh sách 6 nhưng không có dị biến không có thất thường là một mặt, gia nhập đoàn hải tặc tinh chi thượng tướng là một mặt khác, nếu không có cô gái bị tri thức truy đuổi này nắm giữ các loại tri thức bí ẩn hắn chẳng sợ không chủ động lắng nghe thanh âm chân thực tạo vật chủ cũng sớm hay muộn sẽ bởi vì khác cầu máu thịt nhân loại mà biến thành quái vật lên âm thầm cảm khái hắn càng ngày càng cảm thấy đường tắt người kỳ bí cũng chính là đường tắt người chăn cừu là đường phi phàm dễ dàng mất khống chế nhất dễ dàng điên cuồng nhất không có một trong những chẳng sợ đường tắt vực sâu đại biểu ác ý nồng đậm cũng phải kém một chút Glenn thu hồi tầm mắt, vừa muốn cất bước, cả con thuyền đột nhiên kịch liệt phập phồng lên xuống. Trong thời gian ngắn, trong đầu Glenn tự nhiên hiện ra cảnh tượng phía trước tàu tương lai. Trong biển lớn xanh thẳm bị một khe hở thật lớn chặt đứt, nước biển vô cùng vô tận giống như thác nước, vuông góc đổ xuống một vùng u ám sâu không thấy đáy. Cảnh tượng rộng lớn thần kỳ này, làm cho người ta từ đáy lòng hoài nghi vị trí của mình có phải là tinh cầu hay không? Ầm. Uhm tàu tương lai không có cách nào đình chỉ, lao ra mép, cấp tốc rơi xuống. Phành phành phành. Đám hải đạo trong nhà ăn toàn bộ bay lên, đụng vào trần nhà phía trên, bánh mì nướng, bánh mì trắng, bơ, bia, thịt cá nướng các loại thực vật cũng hỗn độn bay múa, không kịp rơi xuống. Lên cũng mất đi cân bằng, khó có thể ngăn chặn bay thẳng đến trần nhà. Anh đúng lúc đưa tay ra, nhấn lên trên một cái, như biểu diễn tạp kỹ nhanh chóng điều chỉnh tư thái, để cho bản thân xem qua tuyệt không chật vật. Cách đó không xa, Nina thể hiện cân bằng kinh người, mượn dùng trần nhà, duy trì thân hình, cũng không biết cố ý hay là vô tình đưa ra hai chân, vừa vặn đá trúng răng, làm cho vị chuyên gia độc tố này bay xéo ra, đâm vào thùng rượu, bị chất lỏng màu vàng nhạt dính đầy người. Lúc này, nhẹ nhàng nhất thích ý nhất là tinh chi thượng tướng Capella, quanh thân cô ta ánh sao vờn quanh, dưới chân lấp lánh thành hình, cả người nổi ở giữa không trung, không chịu ảnh hưởng gì đến từ việc rơi xuống. Ở ngoài cô ta ra, vô huyết giả khiếp kia là không chật vật nhất, vị giáo chủ râu sờ này không biết khi nào đã dung nhập cái bóng, biến mất không thấy. Mắt thấy tàu tương lai sắp hoàn toàn rơi vào khe hở u ám nhìn không thấy đáy kia, phía dưới đột nhiên có nước biển như suối phun ùa lên phía trên. Nó nâng con thuyền, mang con thuyền nâng lên cao cao, rồi đẩy sang phía bên kia của khe hở. Sau một hồi cảm giác bay bổng, lên tin tưởng tàu tương lai đã vững vàng dừng ở mặt biển điều này làm cho phù chú lĩnh vực hải thần mà anh đang nắm chặt ở tay phải không thể phát huy ra công dụng lúc này ngoài cửa sổ ánh mặt trời trở nên sáng ngời mãnh liệt chiếu vào chiếu nhà ăn cực kỳ hỗn độn lên sớm khôi phục cân bằng bước nhanh đi đến bên cửa sổ thấy hải dương không cùng bên ngoài tựa như đang thiêu đốt ngọn lửa màu vàng tựa như đang ở trạng thái chính ngọ mà vừa rồi vẫn còn sáng sớm lên ngẩng đầu lên hít mắt lại chỉ thấy giữa không trung tràn ngập ánh mặt trời như bắn thẳng đến không có mây cũng nhìn không thấy mặt trời một mảng vàng óng ánh khó trách ma kính a Rốt miêu tả đối với nơi này là hải dương không chân thật nơi thuộc về chư thần chiến tranh lưu lại ánh mắt đảo qua anh phát hiện phía trước cách không xa có một mảng phế tích tuyệt đại bộ phận phế tích nọ bị nước biển bao phủ nổi lên trên là hòn đá cùng cột đá xếp thành đống màu xám phía trên có sự vật như khung đỉnh nó dựa vào độ cong của chính nó, chống đỡ ra một mảng không gian không nhỏ. Phế tích này nguyên bản khẳng định vô cùng lớn. lên thông qua nước biển trong suốt, thấy phía dưới nó vẫn lan tràn về phía đáy biển, không thấy điểm cuối. Đây là mảng hải dương cực kỳ nguy hiểm. Tinh chi thượng tướng Capella không biết khi nào đã đi đến bên cạnh. lên nửa nghiêng đầu đi, nhìn qua, chờ đợi cô gái ẩn giả nói tiếp. Capella mắt nhìn về phía trước, giọng điệu có chút cảm thán nói số lần tôi tới nơi này cũng không nhiều hơn nữa đều ở rất lâu trước đây tôi không phải chúng tôi nói cách khác lúc ấy không phải cùng nhóm người của tàu tương lai này đến là thời điểm thủ hạ của nữ vương thần bí glenn sâu sắc chú ý tới vấn đề tinh chi thượng tướng dùng từ mơ hồ có chút suy đoán capella không có nghiêng đầu nhìn bầu trời như bao trùm ngọn lửa màu vàng cùng biển lớn nói không có ai biết cuối của mảng hải dương này ở nơi nào cũng không có ai biết nó đến cùng rộng lớn đến bao nhiêu. Anh có biết nơi này nguy hiểm nhất là cái gì không? Sớm biết lúc trước nên để cho a -rốt nói chút chi tiết. Lên thản nhiên lắc lắc đầu. Bởi vì trước đó thiếu chút nữa bị thủ hạ bán thần của chân thực tạo vật chủ bắt được, dựa vào xúc sắc xác suất mới lừa dối quá quan, cho nên anh trong hơn hai tháng này cũng không dám mang máy điện báo vô tuyến đưa vào thế giới hiện thực, sợ hãi bị chân thực tạo vật chủ chặt chẽ chú ý khu vực này phát hiện nên vẫn không có cơ hội liên lạc ma kính a Rốt. kế hoạch nguyên bản của anh là sau khi đến gần mãn hải vực nguy hiểm này thông qua giấy hạt thỉnh giáo vận mệnh chi xà quy ôn từ nơi đó nắm giữ tình huống hoàn cảnh tương ứng ai ngờ ra ngoài ý muốn gặp gỡ bất tử chi vương tagarito tàu tương lai chưa cho anh thời gian giảm sốc gì thì đã đến mục tiêu capella bị mắt kính rất nặng che khuất hai mắt màu tím sậm im lặng một chút rồi nói nơi này nổi lơ lửng rất nhiều phế tích di tích có đủ loại quái vật dị biến, trong đó bao gồm không ít bán thần mất khống chế cùng sinh vật tà ác xa xưa. Cái này không phải nguy hiểm nhất, nếu chỉ có vậy, mảng hải dương này đã trở thành khu vực săn bắn của bảy giáo hội lớn, thành bảo khố để bọn họ thu hoạch tài liệu hoặc vật phẩm danh sách cao. Đương nhiên, rất nhiều quái vật, rất nhiều tà vật mất khống chế nơi này, không nhất định là thật, chúng nó có thể chân chính giết chết chúng ta, sau khi bị đánh chết cũng sẽ không lưu lại sự vật gì. Nghe đến đó, lên chợt liên tưởng đến không tưởng chi long Angel vị cự long vương này phàm nghĩ đến tất có hiện chẳng lẽ mãn hải dương này là chiến trường nhóm cổ thần kỷ đệ nhị lên suýt nửa nhíu mày tinh chi thượng tướng capella giọng nói có chút mơ hồ tiếp tục nói ở trong này anh vĩnh viễn không thể đoán được anh kế tiếp sẽ gặp phải nguy hiểm gì có lẽ chỉ là tới gần một di tích anh đã bị hòa tan trở thành quái vật giống như ngọn nến có lẽ chỉ vừa lệch khỏi quỹ đạo tuyến đường an toàn đã được thăm dò ra, anh đã biến thành tảng đá ở trong gió bão dặm, dày vò đến vỡ nát. Đối với phi phạm giả tầng cấp chúng ta mà nói, đây mới là nguy hiểm lớn nhất. Glenn hơi quay đầu, sâu sắc hỏi ngược lại. Phi phạm giả vượt qua tầng cấp chúng ta thì sao? Capella thở dài cười nói. Mãn hải vực này tràn ngập thanh âm không nên nghe thấy. Danh sách càng cao, càng dễ nghe được, cho nên... Đại bộ phận bán thần có gan thăm dò nơi này đều xảy ra vấn đề, hoặc là phát điên, hoặc là mất khống chế, vĩnh viễn bị lạc ở nơi này. Khó trách bảy giáo hội lớn không phái cường giả đến chỗ này thu gặt. Đại bộ phận xảy ra vấn đề. Nói cách khác, có bộ phận nhỏ bán thần có thể sinh tồn ở trong này. Glenn hơi giật mình một lần nữa nhìn ra xa ngoài cửa sổ. Lúc này, tàu tương lai đã kéo gần khoảng cách không ít với mảng phế tích phía trước. Đột nhiên bên tai mọi người đồng thời vang lên một tiếng thở dốc thật lớn mà rõ ràng. hô hà tiếng thở dốc thật lớn thông thả mà có quy luật truyền vào tai lên anh nghe thấy mà xương sống lạnh toát trong lòng cảm thấy sợ hãi không biết đến từ đâu lại không có dự cảm nguy hiểm không chỉ có là hắn tinh chi thượng tướng capella chuyên gia độc tố veranly cùng toàn bộ hải tặc khác đều nghe thấy tiếng thở dốc này bọn họ hoặc nghiêng đầu đi hoặc nhìn ra bên ngoài hoặc cầm lấy vũ khí hoặc đề phòng cao độ, biểu hiện ra kinh nghiệm phong phú của bản thân. Hơi phân biệt, Glenn phát hiện tiếng thở dốc kịch liệt này phát ra từ tòa phế tích phía trước kia, nơi phát ra là từ trong đống đá cùng cột đá xếp thành núi ở trên mặt biển. Ngay ở lúc này, vô huyết giả khít đôi trồi lên từ trong cái bóng, hai tay ôm đầu, đau đớn trên nhỏ một tiếng. Có thi thể. Nơi đó có thi thể. Thi thể. Thi thể phát ra tiếng thở dốc thật lớn lên trong khi suy nghĩ thay đổi thật nhanh capella theo bản năng lấy xuống cái mắt kính trầm trọng nhìn về phía tòa phế tích nọ sắc mặt đột nhiên chăm chú quay đầu nói với đám hải đạo trong nhà ăn mau gia tốc vòng qua nơi đó không cần tới gần thanh âm của cô mang theo một chút từ tính làm bừng tỉnh mọi người đám thủy thủ lúc này chạy khỏi nhà ăn đến những nơi cần trợ giúp ở dưới hàng hải trưởng ô tô lốp cùng thủy thủ trưởng nina chỉ huy bọn họ điều chỉnh buồn thay đổi lối đi từ chỗ hơi xa lướt qua tòa phế tích nọ. Cho đến khi đống đá cột đá xếp thành ngọn núi biến mất khỏi đường chân trời, vô huyết giả hít đôi mới buông hai tay, vẻ mặt không hề đau đớn nữa. Lên thấy một màn như vậy hơi hít mắt, cảm giác vị giáo chủ râu sờ, phó thứ hai tàu tương lai này có lẽ sẽ là tai họa ngầm lớn nhất của chuyến đi lần này. Cái này không phải anh kỳ thị đối với phi phàm giả đường tắt, người kỳ bí, mà là kết hợp miêu tả của Tinh Chi thượng tướng cùng biểu hiện vừa rồi của Hít Đoi mà đưa ra phán đoán. Vừa rồi mọi người đều nghe thấy tiếng thở dốc thật lớn, lại chỉ có Hít Đoi trở nên đau đớn, trực giác tin tưởng trong tòa phế tích có chung thi thể, mà Capella sau khi thẩm tra biểu hiện gián tiếp chứng minh lời nói của hắn. Nói cách khác, cho dù Hít Đoi không chủ động lắng nghe thanh âm chân thực tạo vật chủ, hắn có được năng lực phi phàm người lắng nghe cũng sẽ ở trong hoàn cảnh bình thường nghe thấy càng nhiều hơn so với người bình thường cùng tuyệt đại bộ phận phi phàm giả danh sách trung thấp. Thời điểm gặp tiếng thở dốc như vừa rồi, khi cách nguồn âm thanh đủ gần, hắn sẽ bị ảnh hưởng càng lớn hơn, thu được càng nhiều tin tức nguy hiểm. Ở trong này, không phải nói tránh đi phế tích, di tích cùng loại, là có thể giải quyết vấn đề tương ứng, bởi vì dựa theo cách nói của tinh chi thượng tướng Capella, mảng hải vực này tràn ngập thanh âm không nên nghe thấy có thể làm cho bán thần cũng mất khống chế nếu một ngày nào đó hít trạng thái không tốt hoặc rất tốt, có lẽ sẽ nghe được lời nói trí mạng kia. Phương diện cùng loại, giáo chủ trâu sờ, danh sách 6 cho dù có cách biệt với bán thần không am hiểu lắng nghe, cũng sẽ không quá lớn, dùng xuất sắc xác suất đến giải thích chính là, chỉ cần gieo ra hai điểm, không cần một điểm, hít sẽ ở trong thanh âm không nên nghe thấy kia phát điên hoặc là mất khống chế. Nhắc nhở cô gái tẩn giả một tiếng, tuy cô ta hẳn có thể đã sớm nghĩ đến, có chuẩn bị tương ứng. Glenn thu hồi tầm mắt, nghe thấy bụng mình phát ra tiếng ùn ục không quá rõ ràng. Anh còn chưa kịp dùng bữa sáng. Mà lúc này, Trụ đang chảy đầy đất, bơ bị dẫm lung tung, thịt cá nướng, bánh mì nướng nướng, bánh mì trắng các loại thực vật hoặc là nằm dưới đật hoặc là móc ở đâu đó, đều đã có chút dơ bẩn. Mang bên ngoài chùi đi hẳn có thể ăn. Lên nhìn một cái bánh mì ở dưới chân, do dự có nên hành động hay không? Cái này có chút mâu thuẫn cùng hình tượng Herman Sparrow. Khi hắn quyết định chờ đợi bữa trưa, tinh chi thượng tướng Capella dặn dò đầu bếp. Chuẩn bị bữa sáng khác cho những người còn lại. Cái này để cho Frank, có lẽ, có lẽ hắn có chỗ dùng. Bồi dưỡng, quái vật, sao? Lên ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Qua một hồi, anh cuối cùng ăn bữa sáng không phong phú như vừa rồi, một cây xúc xích heo hung khói cùng hai miếng bánh mì nướng vàng và giòn, cùng với một ly bia không tăng thêm thuốc an thần bởi vì di chuyển trong hải vực cực kỳ nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng có khả năng xuất hiện biến cố lên phát huy phong cách ăn khi ở đại học chỉ dùng một hai phút đã xử lý xong bữa sáng ra khỏi nhà ăn hải tặc anh đi lên bông tàu nửa là tản bộ sau bữa ăn nửa là quan sát hoàn cảnh lúc này biển lớn vẫn là bộ dáng bị ánh mặt trời chính ngọ chiếu rọi mơ hồ nhiễm tầng màu vàng lên nghỉ chân nhìn ra xa một hồi thấy bên sườn phía trước có một điểm sáng càng lúc càng lớn điểm sáng nọ ở dưới ánh mặt trời chiếu xạ chiếc xạ ra ánh sáng lóng lánh mộng huyễn giấu giếm nhiều sắc màu giống như một viên bảo thạch thật lớn theo tàu tương lai tiếp tục đi về phía trước điểm sáng nọ dần dần hiện ra ra bộ dáng nó đầu tiên là phân liệt tiếp theo rõ ràng thì ra là bốn cây trụ thật lớn từ kim cương tinh thuần tạo thành chúng nó giống như những ngọn tháp khổng lồ trên biển trong thần thoại truyền thuyết kéo dài xuống phía dưới vững vàng nâng lên một đảo nổi không nhỏ. phía trên đảo nổi, bùn đất cháy đen, không có một chút màu xanh lục nào. chỗ sâu trong nó, hào quang cực kỳ sáng ngời, còn hơn cả bầu trời chính ngọ. đột nhiên, một tiếng rít dài truyền ra từ nơi đó. thanh âm này vang dội tùy ý, nhưng không có loại cảm giác nguy hiểm làm cho người ta nổi da gà này. không bao lâu, lên nghe thấy tiếng đác 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 ngựa chạy, thấy hai thất tuấn mã giống như tạo thành từ hoàng kim lao ra đảo nổi mặt sau chúng kéo chiếc chiến xa hoa lệ cũng vàng óng ánh. Ngay ở lúc này, thanh âm tinh chi thượng tướng Capella nhận được sự phóng đại nào đó, dùng dập quanh quẩn mỗi một góc tàu tương lai. cúi đầu. Không nên nhìn. Glenn chưa bao giờ là người cậy mạnh, theo bản năng liền cúi thấp đầu theo lời nói, nhìn về phía giày da của mình. Anh chú ý, ánh dương chiếu lên trên bông tàu càng ngày càng sáng, sau đó từ thịnh chuyển suy, nhanh khôi phục bộ dáng trước đó không thành vấn đề. Thanh âm Capella lại quanh quẩn ở trên thuyền, không có dao động cảm xúc rõ ràng. Glenn lúc này mới ngẩng đầu, phát hiện hai thất tuấn mã như làm từ hoàng kim kia cùng chiến xa hoa lệ do chúng kéo đã không thấy, cây trụ kim cương lẳng lặng chống đỡ đảo nổi, lưu chuyển ra ánh sáng lấp lánh. Kim cương thật lớn, đảo nổi thật kỳ quái, vừa rồi nếu không cúi đầu, nhìn chiến xa hoàng kim kia lao tới, sẽ phát sinh ra chuyện gì? Lên nhìn trái nhìn phải, chân mày chợt cau lại. Một hải tặc phía trước cách anh chỉ bảy tám thước, lúc này đã biến mất không thấy, nơi nguyên bản đứng thẳng lưu lại hai dấu chân đen thui còn cả vết dầu. Nhìn giữa tro tàn phiêu tán giữa không trung, Glenn mơ hồ đã biết kết cục vừa rồi không cúi đầu. Hoàn hảo, tinh chi thượng tướng trước đó đã tới vài lần, biết khi nào nên tránh đi khi nào nên cúi đầu, nếu mình thuê là người treo ngược, cho dù hắn khống chế là thuyền U Linh, hiện tại hẳn cũng đã đoàn diệt. Không, nếu không phải tàu tương lai đến mục tiêu trước, không lưu thời gian giảm sóc, mình đã sớm thỉnh giáo vận mệnh chi sạc view on setting vấn đề tương quan, mà thuật sư không biểu diễn mà không có chuẩn bị. Hơn nữa, nếu thuê là người treo ngược, mình khẳng định sẽ ở hội Taro mua tình báo tương ứng ở chỗ cô gái ẩn giả. Lên đầu tiên là cảm thán, chợt khôi phục bình tĩnh. Anh không đề nghị đi lên đảo nổi nhìn một cái, thăm dò một chút, tùy ý tàu tương lai đi qua từ bên cạnh đi về phía trước. Một đoạn thời gian kế tiếp, mãn hải dương này giống như bên ngoài, chỉ còn lại mặt nước cuộn sóng phập phồng, trống trải, yên tĩnh, không cùng vô ngần. Lên ngẫu nhiên có thể thấy đống lửa lơ lửng ở mặt biển, nhưng không tìm được dấu vết sinh vật biển nào tồn tại, bao gồm tộc đàn Mỹ nhân ngư. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bữa trưa rất nhanh đã chuẩn bị. Lên đang muốn rời khỏi bông tàu, tới nhà ăn, bỗng nhiên phát giác bốn phía chợt trở tối. Bầu trời nguyên bản thủy chung ở trong trạng thái chính nọ đã không thấy ánh mặt trời, bị bóng tối nồng đậm hoàn toàn bao phủ. Cái biến hóa này là nhanh như vậy, đột ngột như thế, làm cho Glenn phản ứng đầu tiên là ai đó đã tắt đèn. Trong im lặng, tàu tương lai dăng kính một tầng ánh sao lấp lánh, chiếu sáng con đường đi thông các nơi. Giọng nói hơi có từ tính của tẩn giả Capella lại một lần nữa được phóng đại, quanh quẩn ở bên tai mọi người. Quay về phòng, hoặc tùy tiện tìm một góc, để cho bản thân đi vào giấc ngủ. Sau đó chờ đợi tự nhiên tỉnh lại. Chuyên gia độc tố Frankly có chút nghi hoặc cao giọng hỏi. Nếu không ngủ sẽ thế nào? Giờ khắc này, giọng nói của hắn ông ông, giống như một con gấu đang nói chuyện. Capella đứng ở mặt sau cửa sổ phòng thuyền trưởng nói. Chờ chúng ta tỉnh lại, sẽ phát hiện ngươi mất tích, rốt cuộc tìm không thấy. Ban đêm nơi này khủng bố như vậy. lên tò mò thì tò mò, nhưng không có một chút ý tưởng thử không ngủ. Anh trở lại phòng, nương ánh sao tàu tương lai tạm thời chưa tắt, mở ra hạt giấy, lấy ra bút máy, nhanh viết ra. Đến hải vực nguy hiểm phía đông nhất của biển Sunia có hạng mục nào phải chú ý? Ở nơi nào có thể tìm được mỹ nhân ngư? Buông bút máy, gấp lại hạt giấy, lên không cởi áo khoác, trực tiếp nằm lên trên giường, ở dưới sự trợ giúp của minh tưởng, nhanh chóng tiến nhập ngủ say. Trong thế giới xám xịt, anh chợt thanh tĩnh rõ ràng nhận thức mình đang nằm mơ không có bị ai xâm nhập lên nhìn quanh một vòng phát hiện mình đang ở trên một đỉnh núi sau lưng cùng trái phải là một mảng kiến trúc màu đen dạng tu đạo viện phía trước là một gốc cây khô vàng cùng một khối đá lớn nhô lên trên đỉnh khối đá lớn tinh chi thượng tướng capella một mình ngồi ở nơi đó hai tay ôm gối thân thể ngã về phía trước ngóng nhìn ngọn núi đối diện cô ta vẫn mặc trường bào màu đen hương vị cổ điển rất thần bí kia vẻ mặt có mê mang không thể diễn tả bằng lời. Lúc này, cô ta không có động tác gì, giống như biến thành một pho tượng bằng đá. Cô ta sao lại ở trong mộng của mình? Lên đi tới mấy bước, nhảy lên tảng đá. Anh còn chưa kịp hỏi, đột nhiên bị cảnh tượng bỗng nhiên trống trải trước mắt làm khựng lại, có loại cảm giác thể xác và tinh thần đều lay động. Phía trước tảng đá lớn là vách núi nhìn không thấy đấy, đối diện vách núi lại là một đỉnh núi bị vô số cung điện, vô số tháp cao cùng tường thành hùng vĩ bao trùm. Kiến trúc này rộng lớn hoa lệ, trùng điệp vần quanh, mỗi một cái là cực kỳ thật lớn, không giống nơi nhân loại ở, tổ hợp cùng một chỗ có cảm giác sử thi, cảm giác kỳ tích cùng cảm giác thần thoại khó mà miêu tả. Mặt trời treo ở nơi rất xa, mang sắc thái hoàng hôn rải lên trên tòa thành thị này, hào quang giống như ngưng động lại. Cái này là mộng cảnh chung của tất cả chúng ta. Capella vẫn ôm gối mà ngồi, giọng điệu giống như nói mê mộng cảnh chung của mọi người. Glenn ở trong lòng lập lại một lần lời nói của tinh chi thượng tướng Capella, mơ hồ rõ ràng tình huống hiện tại. Đêm tối trong mảng hải vực nguy hiểm này mang mộng cảnh toàn bộ sinh vật nơi này kết nối lại cùng nhau. Mà sinh vật lúc này không có đi vào giấc ngủ, bởi tinh thần thể không ở trong mộng cảnh này, sẽ khuyết thiếu bảo hộ cần thiết, sẽ bị công kích không thể diễn tả. Về phần loại công kích này vì sao sẽ làm cho mất tích mà không phải tử vong tại chỗ, Glenn không có tự mình trải qua chuyện cùng loại, thật sự không thể suy đoán. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, Glenn thu hồi ánh mắt từ trên người Capella, một lần nữa nhìn về phía thành thị rộng lớn ở vách núi đối diện, có chút tò mò thầm nghĩ. Nếu thế giới này thật sự vốn từ mộng cảnh một đám sinh vật kết nối mà thành, vậy tòa thành thị siêu việt tưởng tượng này thuộc về mộng cảnh của ai? Anh chăm chú nhìn vài giây, mở miệng hỏi. Nó tên là gì? tòa thành thị ở trong thần thoại truyền thuyết mới có thể tồn tại này tên gọi là gì tinh chi thượng tướng capella ngẩng ra nhìn chăm chú vào phía trước như nói mê không biết mỗi lần tiến vào mộng cảnh ở nơi này đều có cơ hội thấy nó lại vĩnh viễn không thể tới gần cô ta nói cái đó có chút giống với hoàng hôn cự điện phô sắc cô ta hẳn có suy đoán của mình nhưng chưa từng nói với tôi cô ta vị nữ vương thần bí kia hoàng hôn cự điện là trụ sở của giáo hội chiến thần glenn nhìn quanh một vòng cân nhắc nói tôi chuẩn bị đi xung quanh nhìn một cái anh tin tưởng tàu tương lai dừng lại ở mảng hải vực này sẽ không chỉ vài ngày mình khẳng định sẽ gặp được càng nhiều đêm tối đem nhiều lần tiến vào thế giới mộng cảnh này cho nên vì dự phòng ngoài ý muốn cùng thu hoạch tin tức thăm dò nhất định là cần thiết mà thăm dò không hề nghi ngờ là cần đồng bạn capella vẫn là tư thái ôm gối ngồi giọng điệu mơ hồ như trước. Không có hứng thú. Cái này không phải lời nói một tướng quân hải tặc thành thục nên nói, hoàn toàn có thể càng uyển chuyển một chút, cô gái ẩn giả, cô hiện tại tựa như một thiếu nữ bất đồng. Lên ngẩn ra một chút, thiếu chút nữa hoài nghi mình nghe lầm, cái này cùng hình tượng tinh chi thượng tướng, trong lòng anh có chút mâu thuẫn. Nghĩ đến Herman Sparrow cũng có một mặt làm tình nguyện viên không sợ bẩn không sợ khổ, anh chợt thoải mái, nhanh chóng có suy đoán ẩn giả capella ở trong mộng cảnh cũng không hoàn toàn thanh tĩnh có thể nhận ra mình đang nằm mơ lại không thể khống chế hữu hiệu nói cách khác cô ta sẽ không tự giác biểu hiện ra tình cảm chôn sâu trong lòng cùng bộ phận tính cách bình thường thời khắc áp chế khó trách cô ta nói vĩnh viễn không thể tới gần tòa thành thị như kỳ tích ở đối diện kia bởi vì cô ta căn bản là không có ý muốn thăm dò glenn ngẫm nghĩ cố ý dò hỏi chúng ta có lẽ có thể phát hiện cái gì đó ở trong này không đi. Capella không chút do dự trả lời, nhưng không có lắc đầu, tôi muốn chờ ở nơi này, chờ đợi. Quả nhiên là trạng thái nửa mộng nửa tỉnh. Lên từ phản ứng cùng giọng điệu của đối phương đưa ra phán đoán. Anh không lãng phí thời gian nữa, xoay người nhảy xuống tảng đá. Bốp. Lên hai chân dẫm lên mặt đất, theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn một cái. Tinh chi thượng tướng Capella vẫn ôm gối ngồi ở nơi đó, xung quanh không có người khác tồn tại, ánh hoàng hôn chiếu rọi lại, trải lên thân thể của cô ta, mang cái bóng của cô ta kéo thật sự dài, cùng cái bóng do thân cây khô vàng chế tạo ra giao lại cùng một chỗ. Gió núi thổi nhẹ, bóng đen kinh hoảng, Capella không có động tác gì, cố chấp như đang chờ đợi cái gì đó. Lúc này cần một vị bác sĩ tâm lý đến suy luận cảm xúc mộng cảnh, cái này không quan hệ với gợi ý mà bói toán nhận được. Glenn nhếch miệng, nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm phương hướng thăm dò. Anh phát hiện đi trái phải đều là mảng kiến trúc màu đen tu đạo viện, cùng tường vây cao ngất ngăn cách chúng cùng vách núi, vô luận muốn thăm dò nơi nào, trừ khi trực tiếp nhảy vực, nếu không đều không thể vòng khỏi tu đạo viện. Nếu không có lựa chọn khác, lên trực tiếp liền đi tới trước cánh cửa lớn tối đen của tu đạo viện nọ. Cánh cửa lớn này cao gần 10 thước, xem qua không giống như chuẩn bị cho nhân loại, lên đánh giá vài giây, hít vào một hơi, vương hai tay, đặt lên trên cánh cửa. Tiếng kèn kẹt chợt vang lên, cửa lớn trầm trọng vượt quá lên tưởng tượng, cơ thịt anh lần lượt nổi lên, khuôn mặt trướng đỏ bừng, lại chỉ có thể lay động mục tiêu rất nhỏ, không thể đẩy ra. Hoàn hảo đây là mộng cảnh, chỉ cần tin tưởng có logic là có thể tăng lên lực lượng, không cần chân chính mở ra, đói khát ngọ ngoại. Lên phun ra một hơi, để cho bao tay trên tay trái giăng kính tái nhật. Một vệt âm lục lóe ra, anh thu được lực lượng, sát sống, cánh tay chợt lớn lên, hai chân đột nhiên bành trướng. Trác! Tiếng ma sát trầm trọng vang lên, cửa lớn chậm rãi mở ra, hiển lộ cảnh tượng bên trong. Hai tòa tháp cao ảm đạm cùng kiến trúc màu đen trùng trùng kết nối lẫn nhau dựa vào những chiếc cầu hành lang, vây quanh một cái quảng trường đá xám rộng lớn. Phía trên quảng trường giăng kính hố động, cắm những mũi tên thật lớn, thiêu đốt lên từng đống lửa, tựa như từng gặp phải tập kích. Lên xuyên qua cổng tò vò, tiến vào quảng trường, Ngoài dự đoán trong tình lý thấy đám người Frankly, Nina, Otolot ở trong này. Đây là mộng cảnh của bọn họ. Không giống. Hoặc là nói, mộng cảnh mỗi người chỉ cực hạn ở bản thân, sau đó tùy cơ xuất hiện ở nơi nào đó của thế giới này. Lên suy đoán không quá khẳng định. Frankly cách anh gần nhất, đang cầm sẻn, xúc đá vụn, bên cạnh đặt bánh bao trắng, bánh mì nướng, thịt cá nướng các loại thực vật trước đó đã rơi xuống đất. Hắn đang tính dùng chúng làm chất dinh dưỡng để trồng cái gì đó à? Ngay cả nằm mơ cũng gieo trồng. Glenn đi qua, tùy ý hỏi. Anh đang làm cái gì? Frank động tác không ngừng, trên mặt lộ ra nụ cười. Tôi bồi dưỡng chút vật nhỏ, chúng nó cần yên giấc một đoạn thời gian ở trong đất mới có thể mọc ra cùng sinh sôi nảy nở. Chúng nó dùng làm cái gì? Glenn vừa tò mò vừa lo lắng hỏi. Frank nụ cười đầy mặt nói chúng nó là một loại vi khuẩn tạp giao có thể làm cho trâu đực cũng sinh ra sữa như vậy chúng ta sẽ thu hoạch càng nhiều sữa để cho càng nhiều người được uống sữa buông tha trâu đực này đi glen da mặt có rút nói có thể thành công không hiệu quả không thành vấn đề nhưng tôi thực lo lắng chúng nó có lẽ sẽ không thể sinh sôi nảy nở frang nhíu mày nói nguyện tử thần vĩnh viễn sủng hạnh chúng nó glen cầu nguyện một câu lướt qua Ly, Đi hướng cửa vào kiến trúc màu đen đối diện quảng trường. Trên đường đi, anh băng qua Nina cùng hàng hải trưởng Otolop đang ngồi ở bên một cột đá sụp đổ uống rượu. Cô có muốn khi tuổi lớn một chút, rời khỏi đoàn hải tặc, tìm một nam nhân kết hôn, tìm một chỗ định cư không? Tôi nghĩ không ai muốn cả đời trôi dạt ở trên biển, Otolop lấy xuống cái mũ mềm đỉnh nhọn của mình, lộ ra mái tóc hơi có chút hoa râm. Ánh mắt cùng giọng điệu của ông ta nói cho Glenn, lời ngầm của ông ta là, nếu muốn có thể suy xét tôi hay không ngài hàng hải trưởng tuổi của ông đã có thể làm ba ba của nina rồi ông nên suy xét thân thể của mình đi glenn đi ngang qua nghe được đối thoại nhìn không được lẩm bẩm một câu nina ừng ực uống ngụm rượu nhìn thoáng qua nơi nào đó nói không đó không phải cuộc sống mà tôi muốn trước khi gia nhập vào mọi người tôi từng thử đến bờ biển đông phô sắc định cư không làm hải tặc nữa nhưng tôi hoàn toàn không thể chịu đựng được loại nhàm chán này mỗi ngày chính là khiên cây gỗ, dời thứ này thứ kia, buổi tối phải ở trong nhà, không thể đi quán bar, không thể đi giả ngoại săn bắn, không chút thay đổi. Còn lại chịu đựng các loại chỉ trích, chịu đựng những tên chán ghét, muốn đánh chúng một trận lại phải lo lắng đến cảnh sát. Vẫn là trên thuyền tốt, tuy đại bộ phận thời điểm cũng thực nhàm chán, nhưng thường xuyên có thể đi những nơi khác nhau, kiến thức những chuyện khác nhau, ha ha, chẳng sợ những lúc nhàm chán nhất, cũng có thể tàn phá những tên này, mang chúng huấn luyện thành hải tặc đủ tư cách, cùng nói cho chúng, tên nào mỗi tháng biểu hiện tốt nhất. Có thể qua đêm ở trong phòng của tôi, sau đó nhìn chúng thực hưng phấn thực kích động hưởng thụ ra tấn, đương nhiên, qua đêm cùng trên giường là hai chuyện, có cùng cấp hay không, phải xem tâm tình của tôi. Thật là nữ hải tặc chân chính, ước mơ của mỗi người đến không giống nhau. Lên đúng trọng tâm đánh giá một câu, cũng không cho rằng ý tưởng của Nina nhất định là sai lầm mình không phỉ bán lựa chọn của cô ta, nhưng nếu cô ta thường xuyên giết người phóng hỏa cướp bóc, mình cũng không ngại lần nào đó gặp được, dùng đầu của cô ta đổi lấy tiền thưởng. Lên thu hồi tầm mắt, đi tới nơi nghi ngờ là cửa vào nhóm kiến trúc màu đen cùng tháp cao. Theo bản năng, anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy bóng đen trong góc nhìn như bình thường, thực ra có cảm thụ không giống. Vô huyết giả khiếp đôi. Chẳng sợ ở trong mộng, hắn cũng trốn ở trong bóng tối. Căn cứ tri thức tâm lý học mà mình có đến xem, đây là biểu hiện cực kỳ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Lên đẩy ra cửa vào cao cũng gần 10 thước. Trong thanh âm kèn kẹt, ánh mắt anh bỗng nhiên ngưng động lại. Phía sau cửa chính là một đại sảnh rộng lớn, từ hai hàng cột đá tráng kiện chống đỡ. Trong đại sảnh không có ánh nến, cực kỳ tăm tối, theo cửa chính rộng mở, ánh sáng bên ngoài chiếu vào, làm cho nơi này trở nên rõ ràng. Lên thấy trên tường, trên trần có một vài bức bích họa sắc thái tươi sáng dùng màu vàng là chính, chúng nó kết nối lẫn nhau, không lưu khe hở, làm cho nơi này có loại cảm giác thần thánh thật lớn. Thùng, thùng, thùng. thùng. Một bóng dáng đưa lưng về phía lên, trong tay cầm một cái rìu đang bổ một đoạn gỗ thật dài, không biết đang làm cái gì. Bóng người này mặc áo sơ mi trắng, khoác ghi lê đen, không giống như là một gã hải tặc. Một người khác ở mảng hải vực này hoặc là ánh mắt thần bí nhìn chăm chú vào mình lúc ở trên bông tàu kia. Lên trong lòng trầm xuống, thả chậm bước chân, đề phòng đi qua, đi đến một bên, thấy rõ ràng bộ dáng của bóng người kia. Đó là một nam nhân bề ngoài trẻ tuổi, tóc ngắn màu vàng trẻ 3 phần 7, mắt xanh biết chuyên chú mà tập trung. Anh đang làm cái gì? Nơi này là nơi nào? Lên cẩn thận mở miệng nói. Trực giác của anh tin tưởng đối phương không phải là chủ nhân ánh mắt thần bí kia. Nam nhân trẻ tuổi đưa tay sờ sờ giái tai, không có quay đầu nói. Anh hỏi chuyện này để làm gì? Thuyền của tôi đã chìm, đang vội vàng làm cái độc mộc, không có thời gian nói chuyện với anh. Glenn ngẫm nghĩ lại hỏi. Anh là ai? Tôi là ai? Tôi là Anderson xui xẻo, từ khi nhìn thấy bích họa kia, tôi luôn bị vận rủi bao phủ, nam nhân trẻ tuổi nâng ngón tay chỉ về một phía. Theo ngón tay của người này chỉ, lên thấy một bộ bích họa. Phía trên bích họa nọ là một mảng hải dương lửa cháy thiêu đốt, nó tách ra từ bên trong, chừa ra một con đường. Trên con đường, có một đội ngũ thật dài, các thành viên hoặc thành kính cúi đầu, hoặc quỳ sát trên đất, mục tiêu là chỗ sâu trong biển lớn. Đầu lĩnh bọn họ là một nam nhân cao gầy để tóc dài màu bạc, ngũ quan nhu hòa, mắt nhắm chặt, sau lưng cánh chim tầng tầng lớp lớp. Cái này, lên đồng tử đột nhiên co rút lại. Anh biết đầu lĩnh trên bích họa kia đó là thiên sứ vận mệnh mà thái dương đã triển lãm qua đó là kẻ nuốt đuôi u lúc sau khi nhận ra người đầu lĩnh trên bích họa là ai lên theo bản năng hoài nghi đây là nội dung mộng cảnh của mình bất quá anh rất nhanh đã phủ định ý tưởng này bởi vì anderson xui xẻo không phải là bất luận kẻ nào anh biết cũng không phải người nào từng gặp qua có lưu ấn tượng đại khái không thuộc về mộng cảnh kéo dài của anh mà Anderson rõ ràng nói ra bản thân bởi vì thấy bích họa nọ mà trở nên xui xẻo, có trạng thái liên hệ mạnh với bích họa, cho nên, đây là một bộ phận mộng cảnh của người này mới đúng. Thu liễm tinh thần, cẩn thận xem lại, lên nhanh chóng phát hiện bích họa nơi này có mấy chỗ khác nhau với bích họa mà Thái Dương thấy ở trong thần miếu, chân thực tạo vật chủ, bỏ hoang. Bối cảnh nơi này là biển lớn ngọn lửa màu vàng thiêu đốt, cái trước là bình nguyên hoang vu tĩnh bịch. Mục tiêu nơi này là chỗ sâu trong biển lớn, cái trước là núi cao xa xa, đỉnh núi cao có một giá chữ thập thật lớn cùng người treo ngược. Thiên sứ vận mệnh, u lúc nơi này dưới chân là nước bùn màu đen cùng đầu cá cắm vào trong đó, cái trước là dòng sông uống lượng tuần hoàng. Không phải cùng một bích họa, càng tiếp cận ghi lại giai đoạn khác nhau trong một lần hành hương. Lên có suy đoán gật đầu. Trong đầu anh đã hiện ra một cảnh tượng như vậy. Ở thật lâu trước đó, ở thời kỳ nào đó của kỷ đệ tứ, kẻ nuốt đuôi cu lúc dẫn dắt đội ngũ hành hương hoặc tín đồ chân thực tạo vật chủ còn sót lại ở các loại cường địch đuổi theo ngồi thuyền đi đến bản hải vực này bởi vì lý do nào đó bỏ qua thuyền dựa vào chân thực tạo vật chủ trợ giúp hoặc lực lượng bản thân trực tiếp ra đi biển lớn dẫn dắt nhóm người trung thành thông qua nơi này tiến vào vùng đất bị thần vứt bỏ bảo lưu mầm mống của các tổ chức như cứu thuộc sắc vi hội cực quan ở vùng đất bị thần vứt bỏ Bọn họ xuyên qua bình nguyên hoang vu, ở trên đường Hành Hương thành lập từng tòa thần miếu, cũng chính là loại sau này đám người Thái Dương phát hiện. Từ trắng thủy ngân Will tin bị buộc trọng khải tuần hoàng, nghịch chuyển thành phôi thai mà xem, kẻ nuốt đuôi hẳn là còn sống. Đây là thuyết minh xuất lĩnh nhóm, người Hành Hương này cuối cùng đã đến mục tiêu thánh sở chân thực tạo vật chủ hay không? Đây là thuyết minh thánh sở chân thực tạo vật chủ ngay ở nơi nào đó của vùng đất bị thần vứt bỏ hay không? nghĩ đến đây glenn bỗng nhiên chợt xuất hiện ra một ít cảm xúc không hiểu nếu suy đoán này của mình là đúng vậy đại biểu vô luận thành bạch ngân tự cứu như thế nào duy trì như thế nào đợi cho chân thực tạo vật chủ hoàn toàn tỉnh lại hoặc là nói khôi phục trạng thái bình thường bọn họ đều sẽ không thể tránh né mà đi hướng diệt vong